Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 30. Ngồi hơn nửa giờ trên chiếc jeep rách nát, cuối cùng cũng đến nơi, nhà tù U Đô nằm ở phía sâu trong rừng già. Chính là cái nhà tù nhỏ này, nhốt nhiều người lợi hại như vậy. Dương Quan Quan cùng Hoàng Sung sau khi đến, đều là nghẹn họng nhìn chân trồ. Cho rằng sẽ là một tòa ngục giam rất lớn, rất hiện đại và cao cấp, nhưng kết quả chỉ là một nhà tù bình thường. Nhìn qua trông rất cũ kỹ. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, đừng chỉ nhìn vào bề ngoài của nhà tù này, phải xem ai là người canh giữ nhà tù này. Sau khi nói xong lời này, hắn mang theo hai người đi vào trong nhà tù. Tên cai ngục kia đã bước nhanh vào trong ngục, phía trước chính là một sân thể dục lớn, một đám phạm nhân cách lưới sắt đang tập thể dục. Nhị đương gia đã trở về, quản ngục cao giọng hô to. Trong nháy mắt, sân thể dục ồn ào lập tức yên tĩnh lại, từng phạm nhân tự giác đứng thẳng xếp thành một hàng. Khi Tề Đẳng Nhàn đi tới, tất cả mọi người đều cúi đầu nói, chào nhị đương gia. Tề Đẳng Nhàn phất phất tay, nói, đám lưu manh, chào các ngươi. Hoàng Sung cùng Dương Quan trợn mắt há hốc mồm, người này, uy vọng ở nhà tù U Đô thật đúng là không phải thổi phồng a. Sau đó, đồng tử của Hoàng Sung co rụt lại. Khi nhìn thấy những kẻ khiến cho lực lượng đặc biệt của họ chỉ nghe đến tên thôi cũng đã sợ hãi. Chỉ thấy mấy tên này đều cúi thấp đầu, trông như một con chim cút. Trong lòng hắn đột nhiên giật nảy mình thầm nghĩ, hai người này không phải là phản quân của vụ trọng án ngày 18 tháng 7 sao, lúc trước toàn bộ lực lượng đặc biệt bọn họ đều được phái đi, nhưng cũng không bắt được. Sau đó, hắn lại nhìn một người, khóe miệng lại run lên. Lẩm bẩm nói, đây là tên cầm đầu chỉ huy đánh cắp đầu đạn hạt nhân kia của Tuyết Quốc. Kẻ đã khiến ngay cả quân khu Caucasus cũng phải khiếp sợ. Tề Đẳng Nhàn dẫn theo hai người băng qua sân thể dục, tiến vào khu làm việc. Các cai ngục sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, đều vội vàng cúi chào, Tề Đẳng Nhàn thì rất tử tế ném cho bọn họ một bao thuốc lá hoặc là một chai rượu ngon, ra tay thật hào phóng. Cuối cùng cũng tới cửa phòng làm việc của trưởng ngục. Hoàng Sung và Dương Quan Quan không khỏi có chút hồi hộp. Sau khi Tề Đẳng Nhàn đẩy cửa ra, nhìn người ở bên trong gọi, bố, con trở về rồi. Tề Bất Ngữ ngẩng đầu lên, khẽ gật đầu. Sau khi Hoàng Sung cùng Dương Quan Quan nhìn thấy Tề Bất Ngữ, cũng không khỏi lắp bắp ngạc nhiên, còn tưởng rằng sẽ là một người đàn ông cao to vạm vỡ, trên miệng còn có thể có râu quai nón. Nhưng vừa nhìn qua, dáng vẻ gầy gò có phần yếu đuối. Mặc một bộ đồng phục rộng thùng thình, sắc mặt có phần hơi già, nhưng lại mang theo một chút khí chất nho nhã, giống như một giáo viên đại học dạy trong thành phố. Tề Bất Ngữ không giống như trong tưởng tượng của hai người. Bọn họ nghĩ rằng, đương nhiên Tề Bất Ngữ sẽ là một người đàn ông cường tráng uy phong lẫm liệt, thể trạng cường tráng, nhưng làm sao có thể nghĩ đến, lại là một dáng vẻ có khí chất nho nhã, có chút gầy gò, thậm chí giống như là một thầy giáo. Cái này dù có như thế nào, cũng không giống là một người tàn nhẫn có thể cai quản nhà tử U Đô nhiều năm như vậy. Đi vào văn phòng, Tề Bất Ngữ chỉ vào hai người Hoàng Sung và Dương Quan Quan. À, đây là đồ đệ của con, Hoàng Sung. Đây, là thư ký của con, Dương Quan Quan, trước mắt cũng theo con học võ công. Tề Đẳng Nhàn giới thiệu, lúc giới thiệu Dương Quan Quan, dừng lại một chút, nghĩ đi nghĩ lại. Vẫn là nên giới thiệu thân phận này của cô thì tốt hơn. Tề Bất Ngữ nghe xong nhếch miệng cười, đưa tay lại chỉ Dương Quan Quan. Dương Quan Quan không rõ nguyên do, vội vàng ân cần thăm hỏi nói, chú Tề, con là Dương Quan Quan, tới nơi này là muốn làm phiền ngài a. Tề Đẳng Nhàn nói, ý của bố tôi là vì sao tôi lại bày trò như vậy, về nhà đón Tết còn phải mang theo thư ký. Dương Quan Quan nhất thời dở khóc dở cười. Bố tôi tên Tề Bất Ngữ, người cũng như tên, không biết nói, mọi người đừng để ý. Tề Đẳng Nhàn cười ha ha, sau đó tự rót chén nước uống, để hai người tùy ý muốn làm gì thì làm. Hoàng Sung và Dương Quan Quan đều không dám tự tiện làm theo ý bản thân, chỉ có thể lúng túng ngồi trên sofa. Tề Bất Ngữ nhíu mày, đá Tề Đẳng Nhàn một cước, Tề Đẳng Nhàn lúc này mới khó chịu nói, tự rót nước uống đi, còn phải đợi tôi hầu hạ a. Hai người xấu hổ, vội vàng tự mình rót nước, đồng thời, trong lòng cũng không khỏi than thở, một người nho nhã như vậy, làm sao có thể sinh ra một đứa con phá hoại như vậy chứ,
thật sự quá kỳ lạ. Sau khi Tề Đẳng Nhàn uống nước xong, bình tĩnh lấy ra những món quà đã chuẩn bị cho Tề Bất Ngữ, sau đó nói với ông, cái này là ai tặng, cái kia là ai tặng. Tề Bất Ngữ hài lòng gật gật đầu, vui vẻ nhận hết tất cả số quà kia, sau đó nhìn Tề Đẳng Nhàn giơ ngón tay cái lên. Trong nhà tù có khách tới, Tề Bất Ngữ đương nhiên phải chiêu đãi thật tốt, đợi đến lúc ăn cơm, Dương Quan Quan và Hoàng Sung mới phát hiện, Tề Bất Ngữ đúng thật là một người lợi hại như họ tưởng tượng. Miếng thịt bò bít tết to bằng bàn tay, một miếng đến một miếng khác, liên tiếp ăn hơn 10 miếng. Ly rượu có thể đựng được nửa cân rượu trắng, một ngụm đến một ngụm, uống liền 5-6 ly. Dáng người gầy yếu này, nhìn như thế nào cũng làm cho người ta cảm thấy có chút khoa trương. Tề Bất Ngữ không biết nói chuyện, chỉ có thể một ly tiếp một ly mời hai người uống rượu, khiến hai người khổ không thể tả, làm cho Tề Đẳng Nhàn ở một bên xem náo nhiệt vui đến bật cười. Nơi này cũng không có gì đặc biệt, mấy ngày này mọi người cứ tùy ý một chút, cứ coi đây là nhà mình là được rồi. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. Sau khi ăn cơm xong, Tề Đẳng Nhàn dẫn hai người làm quen với môi trường trong nhà tù. Oa, mẹ nó! Có nữ nhân a, anh em mau mau ra đây xem. Huýt huýt huýt. Những nơi Dương Quan Quan đi qua, từng phạm nhân ánh mắt đều tỏa sáng, còn huýt sáo, hận không thể móc tròng mắt ra nhét qua. Dương Quan Quan bị dọa không nhẹ, sắc mặt trắng bệch. Huýt cái gì mà huýt, lại huýt nữa chặt lưỡi ngươi. Tề Đẳng Nhàn đưa tay túm lấy cổ áo một phạm nhân, tát vào miệng một cái bốp, về sau nhìn thấy cô ấy phải tôn trọng một chút. Ai dám đùa giỡn với cô ấy, ta chặt đứt tay kẻ đó. Những phạm nhân kia bị quát như vậy, nhất thời từng người co rúm lại, không dám nói gì. Sau khi đi dạo một vòng, cũng sắp đến giờ nghỉ ngơi, Tề Đẳng Nhàn trực tiếp sắp xếp cho Hoàng Sung một phòng giam để nghỉ ngơi. Không phải, sư phụ, không phải như vậy à. Tôi từ xa tới đây làm khách, anh không thể để cho tôi ở phòng giam. Không ngủ thì tự mình tìm chỗ, tôi không hầu hạ. Tề Đẳng Nhàn lười biếng nói. Hoàng Sung chỉ Dương Quan Quan, nói, vậy cô ấy ở đâu? Dương Quan Quan cũng rất sợ Tề Đẳng Nhàn sắp xếp cho bản thân ngủ trong phòng giam, hơn nữa là trong ngục giam này toàn nhốt một đám hung thần ác sát như vậy, nhất thời run lẩy bẩy. Tề Đẳng Nhàn nói, cô ấy sợ ma, buổi tối sẽ ngủ với tôi. Hoàng Sung hộc ra 3 lít máu, chỉ hận bản thân không phải nữ nhân, hơn nữa càng không phải nữ nhân ngực to. Vậy rốt cuộc tôi sẽ ngủ ở đâu? Sau khi vào ký túc xá của Tề Đẳng Nhàn, Dương Quan Quan sắc mặt không tốt lắm hỏi. Trước mắt xem ra, cô cũng chỉ có thể ngủ ở đây, nếu không, cô có thể ngủ trong phòng giam. Tề Đẳng Nhàn nói. Dương Quan rụt cổ lại, nói tôi không đi, vậy tôi ngủ ở đây là được chứ gì? Sau đó, cô ấy liền nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn trực tiếp nằm trên giường. Điều này làm cho cô ấy không khỏi tức giận, nói, đây là giường của tôi. Giường này lớn như vậy, một mình cô ngủ, vậy tôi ngủ ở đâu? Tề Đẳng Nhàn không vui nói. Dương Quan Quan hận đến nghiến răng, hung hăng dậm chân, nói, tôi nằm dưới đất. Vì thế, Dương Quan Quan nằm dưới đất trong ký túc xá của Tề Đẳng Nhàn, mà Tề Đẳng Nhàn thì yên tâm thoải mái ngủ trên giường lớn. Sáng sớm ngày hôm sau, Tề Đẳng Nhàn đánh thức Dương Quan Quan đi luyện võ. Lúc Hoàng Sung từ trong phòng giam đi ra, mặt mũi bầm dập, đầu rơi máu chảy, nhìn qua chật vật không chịu nổi, giống như là bị ai đó cưỡng hiếp. Người đây là bị làm sao vậy? Dương Quan Quan không khỏi sửng sốt. Con mẹ nó một lời khó nói hết a. Buổi tối, không biết là ai hôm qua mò vào trong phòng tôi chùm đầu tôi, sau đó đánh tôi một trận. Hoàng Sung khóc không ra nước mắt nói. Dương Quan Quan cảm thấy lạnh trong người, cũng may Tề Đẳng Nhàn tên này không để cho cô ấy ngủ ở phòng giam, nếu không, kết cục chỉ sợ sẽ thảm hơn. Hoàng Sung khịt mũi nói, sư phụ, thương lượng một chút đi, để cho tôi đổi chỗ ở được không? Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, đây đối với cậu mà nói cũng là một loại rèn luyện, để cậu luôn luôn cảnh giác. Bị đánh cũng không sao, lần sau đánh trả lại là được, tôi cũng trải qua như vậy đó. Những tên kia tuy rằng ra tay tàn nhẫn, nhưng cũng có chừng mực, sẽ không đánh chết cậu. Hoàng Sung cả người đều choáng váng, bản thân thật sự không nên đi theo Tề Đẳng Nhàn rảnh rỗi tới nơi này, sau này mỗi một ngày,
phỏng chừng đều là bị tra tấn. Tề Đẳng Nhàn mang theo hai người rời khỏi nhà tù, ở bên ngoài tìm một ngọn núi có địa hình bằng phẳng để luyện võ. Luyện được giữ chừng, thì phát hiện Tề Bất Ngữ đến, tay bên trái cầm một con gà rừng, tay bên phải cầm một đầu con lợn rừng. Tề Bất Ngữ cười cười với hai người, sau đó lắc lắc hai con mồi trong tay. Tề Đẳng Nhàn nói, mọi người đúng là có lộc ăn, bố tôi hiếm khi chịu khó như vậy, chủ động chạy ra ngoài săn thú chiêu đãi mọi người. Hoàng Sung nhạy bén phát hiện, trên người con mồi không hề có lỗ đạn, con gà rừng kia thậm chí thỉnh thoảng còn ở trong tay Tề Bất Ngữ búng hai cái, lợn rừng ngược lại hoàn toàn đã chết, đầu lõm xuống một khối. Điều này làm cho anh ta không khỏi lắp bắp kinh hãi, nói, sư gia ngài đây là tay không đi săn sao. Tề Đẳng Nhàn nói, đừng cảm thấy kỳ quái, bố tôi thường xuyên làm chuyện này, lần trước chọc vào ổ gấu, để mấy con gấu già đuổi theo chạy khắp núi. Trong nội tâm Dương Quan Quan và Hoàng Sung đều không khỏi khiếp sợ, chuyện tay không bắt gà rừng không phải việc người bình thường có thể làm được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hơn nữa, còn có một con lợn rừng. Sức phá hoại của lợn rừng là tương đối khủng bố, phát điên lên, ngay cả hổ cũng phải nhượng bộ lui binh, nhưng Tề Bất Ngữ rõ ràng là tay không đánh chết nó. Tề Bất Ngữ bất mãn trừng mắt nhìn Tề Đẳng Nhàn. Ý là bảo hắn đừng lấy chuyện xấu hổ của ông ra đùa giỡn. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ nhún vai, để cho bố nhanh chóng trở về nhà tù, hắn tiếp tục cùng hai người luyện võ. Tề Bất Ngữ cầm con mồi nhìn chằm chằm Dương Quan Quan hồi lâu, sau đó thần sắc nghiêm túc gật đầu, cũng không biết là cảm thấy cô ấy quả thực thiên phú dị bẩm, hay là cảm thấy hông của cô ấy rất dễ sinh nở. Vừa lúc đó, một tiếng hổ gầm bỗng nhiên truyền đến, một con hổ từ trong rừng rậm lao ra. Nguy hiểm, Dương Quan Quan không khỏi kêu lên, con hổ kia, là chạy về phía Tề Bất Ngữ. Tề Bất Ngữ cũng không nhúc nhích, tùy ý để hai móng vuốt lớn của con hổ khoác lên vai mình, sau đó, liền thấy một con hổ to như vậy thế mà dụi đầu cọ vào má Tề Bất Ngữ, biểu hiện vô cùng thân mật. Một màn này, đều khiến cả Dương Quan Quan và Hoàng Sung hai người bọn họ hết hồn hết vía, suýt chút nữa thì chết đứng. Tề Đẳng Nhàn nói, con hổ này là do bố tôi nuôi lớn, mọi người không cần sợ, nó không ăn thịt người đâu. Dương Quan Quan khiếp sợ nói, chú Tề, nuôi lớn á. Hoàng Sung vào lúc này cảm thấy có chút chịu thiệt, Dương Quan Quan thì gọi Tề Bất Ngữ là chú, bản thân hắn thì gọi là sư gia, địa vị này có thấp hơn một chút à. Đúng vậy, con hổ này lúc trước còn nhỏ đã không có mẹ, sau đó còn bị một con gấu già theo dõi. Bố tôi lúc đó không đành lòng, liền đánh chết con gấu già đó, ôm con hổ này về nuôi lớn, sau đó mới thả về lại trong núi. Tề Đẳng Nhàn rất nhẹ nhàng nhún vai, giải thích với hai người. Cằm của Hoàng Sung và Dương Quan Quan đều muốn rớt xuống, đánh chết một con gấu già. Là cứ như vậy tay không đánh chết sao? Xịt, âm thanh rít qua kẽ răng. Hai người đều là nhìn không được hít vào một hơi khí lạnh, đến phổi đều đang ẩn ẩn đau. Vị trưởng ngục có dáng vẻ thư sinh này, thật đúng là chân nhân bất lộ tướng. Tề Bất Ngữ không kiên nhẫn dùng bả vai đụng vào con hổ, đẩy nó ra, lại đá nó một cước. Con hổ ngao một tiếng, sau đó mới chậm chậm xoay người đi, trở về trong rừng. Tề Bất Ngữ trong tay mang theo hai loại con mồi, cũng xoay người rời đi, trở về ngục giam. Đây mới đúng là chân nhân bất lộ tướng a. Dương Quan Quan cùng Hoàng Sung, hai người bọn họ trên đời chưa từng thấy qua, nhịn không được trong lòng đồng loạt cảm thán một câu như vậy. Con hổ không đi xa, ghé vào trong rừng rậm nhìn ba người, như hổ rình mồi, luôn làm cho Dương Quan Quan với Hoàng Sung cảm thấy nó sẽ tùy thời nhào tới ăn thịt người, cho nên, khó tránh khỏi run sợ trong lòng. Tề Đẳng Nhàn cũng rất hài lòng khi nó làm như vậy, để cho hai người họ lúc nào cũng đều duy trì khẩn trương cảnh giác cao độ, điều này có thể xúc tiến hiệu quả luyện võ. Các ngươi hiện tại khẩn trương là chuyện tốt, bởi vì, lúc đánh nhau, adrenaline tiết ra, các ngươi sẽ càng thêm khẩn trương, đặc biệt là lúc chiến đấu sinh tử. Quen với cảm giác như vậy rồi, về sau mới có thể ung dung ứng phó. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Hoàng Sung ngược lại là có đủ kinh nghiệm chiến đấu sinh tử, nhưng khi, để cho một con hổ to lớn nhìn chằm chằm như vậy, vẫn là cảm thấy có một chút kinh khủng, so với chống lại bọn khủng bố có mang theo súng đạn còn đáng sợ hơn.
để cho một con hổ nhìn chằm chằm luyện võ cả một buổi sáng, khiến hai người luôn lo lắng đề phòng, lúc kết thúc, đều suýt nữa mềm nhũn ra ngã gục xuống đất. Trên đường trở về, bầu trời âm u, không bao lâu sau, liền nổi lên một trận tuyết dày đặc rơi xuống. Sau đó Tề Đẳng Nhàn để cho hai người nhanh chóng ăn cái gì đó rồi đi nghỉ ngơi, buổi chiều, còn muốn cho hai người luyện tập thực chiến. Hai người không dám chậm trễ, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đến buổi chiều, sau đó bị dẫn đến thao trường nhà tù, Tề Đẳng Nhàn tự hắn chọn ra đối thủ của bọn họ. Sau đó, một nhóm tù nhân hét lên và bắt đầu rút điếu thuốc lá và tiền lẻ nhàu nát trong túi ra để đặt cược. Tôi, đánh với người này, tôi không được đâu. Dương Quan Quan còn chưa lên sân khấu đã bắt đầu nghi ngờ bản thân, đối thủ của cô ấy, là một gã đàn ông toàn thân sát khí. Loại đàn ông này đi trên đường, cho dù là mấy con chó săn hung dữ, cũng đều phải cụp đuôi bỏ đi. Tề Đẳng Nhàn nói, đừng dài dòng, thành thật rèn luyện, muốn học võ công, không đánh nhau sao được. Tôi sẽ ở một bên quan sát. Dương Quan Quan đành phải lấy dũng khí lên sân đấu. Người lên đầu tiên là Hoàng Sung, đánh chừng 10 chiêu, đã bị người ta ném bay ra ngoài hơn 4 mét, sau đó bị đè trên mặt đất đánh một trận, cuối cùng đành phải vỗ tay xuống đất ý đầu hàng. Dương Quan Quan hít một hơi, đi lên sân khấu đối mặt với người đàn ông hung ác 10 phần sát khí này. Nhưng mà, khí thế của đối phương quá mạnh, thực lực cũng cao hơn hai tên bắt cóc mà cô ấy trước đây từng đối phó. Cho nên, cô ấy đương nhiên phát huy không tốt, bị một cú đấm trời giáng vào bụng, đánh cho ruột cô ấy cũng sắp rối như tơ, còng lưng ngã trên mặt đất phun ra nước chua khắp sàn. Không tệ rồi, đánh được 3 chiêu với sát thần, không hổ là đồ đệ do nhị đương gia dạy dỗ a, hơn nữa còn là một nữ nhị oa. Đồ tể, coi như mày may mắn, bao thuốc lá này giờ là của mày, một phạm nhân khác sầu não ném nửa bao thuốc lá cho hắn ta, than thở. Tề Đẳng Nhàn đi tới bên cạnh Dương Quan Quan, híp mắt cười nói, thế nào rồi? Đã chết chưa? Dương Quan Quan cố gắng chống đỡ, ủy khuất đến muốn khóc. Bị đánh ở đây, dù sao cũng tốt hơn là bị đánh chết ở bên ngoài, nghỉ ngơi một chút, buổi tối lại đánh một trận. Tề Đẳng Nhàn không chút lưu tình nói. Dương Quan Quan thật sự sắp khóc, sớm biết vậy, nói cái gì cũng không tới đây. Tề Đẳng Nhàn từ nhỏ đã sống như thế nào, hắn đã định để Dương Quan Quan và Hoàng Sung năm nay để bọn họ sống như vậy. Nếu không có kinh nghiệm võ thuật thực chiến, làm sao rèn luyện được? Thiên phú có cao hơn nữa, đến cuối cùng chẳng qua cũng chỉ là lãng phí. Dương Quan Quan là thật sự hối hận và có chút sợ hãi, dù sao, sát thần nhân vật như vậy, là nhân vật đứng đầu cửa thế giới ngầm, cô ấy là tiểu nha đầu mới ra đời chống lại hắn ta, thật sự quá khó khăn. Được rồi, lát nữa trị thương cho các ngươi, ăn cơm tối xong đánh một trận nữa, hôm nay coi như kết thúc. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói. Hai người nhìn nụ cười của hắn, đều là không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Buổi tối sau khi ăn một bữa thịt lợn rừng ngon lành, còn chưa kịp tiêu hóa xong, Tề Đẳng Nhàn liền dẫn theo hai người đến sân thể dục. Lần này, đối thủ mà Hoàng Sung phải đối mặt là Tham Lang. Tham Lang này từ lâu đã oán giận Tề Đẳng Nhàn, mặc dù giúp hắn nhưng lại không được lợi ích gì, ngược lại còn bị chèn ép, vì thế, chỉ có thể lấy đồ đệ Hoàng Sung này của hắn để chút giận. Sau một trận chiến, hắn ta không hạ độc thủ, nhưng mỗi chiêu thức đầu đau đớn, đánh cho sống mũi của Hoàng Sung bị lệch, nằm trên mặt đất rên rỉ, đau đến không muốn sống. Dương Quan Quan nhìn đến ra đầu tê dại, cái tên Tham Lang kia, khí chất hung hãn tình tình lại càng khoa trương, đối mặt với hắn ta, bản thân chỉ sợ ngay cả dũng khí ra tay cũng không có. Chưa đánh đã sợ không được, đồ tể, ngươi lên đi. Tề Đẳng Nhàn nói với đồ tể bụng phệ. Dương Quan Quan vừa nhìn, là một người mập mạp, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đồ tể cười híp mắt đi tới trước mặt Dương Quan Quan, nói tiểu cô nương, rất ít khi thấy nhị đương gia hao tâm tổn trí dạy dỗ đồ đệ, cô cần phải cố gắng lên a. Dương Quan Quan thở phào nhẹ nhõm, mập mạp này so với sát thần ban sáng kém xa, ít nhất, cũng không khiến cho cô ấy cảm thấy sợ hãi. Ngay khi cô ấy chuẩn bị tư thế tam thể thức, đồ tể hai mắt đột nhiên mở ra, khuôn mặt trở nên âm u, chậm rãi giơ tay phải lên. Dương Quan Quan chỉ cảm thấy một trận ớn lạnh bao phủ bản thân, một mùi máu tanh kinh người trong không khí xông thẳng vào mũi,
nhìn về phía đối diện người đàn ông mập mạp kia, giống như thấy được tử thần từ bò ra từ trong núi máu. Đồ tể không hề nương tay, hắn ta một bước xông thẳng lên, ra tay với Dương Quan Quan. Dương Quan Quan lo lắng vội vàng ứng phó, kết quả mới hai chiêu, đã bị tên đồ tể giẫm phải một chân, cả người giống như đại thụ bị chém ngã xuống, ngã nhào xuống đất, đau đến liên tục lăn lộn. Tề Đẳng Nhàn ôm cánh tay ở một bên lạnh lùng quan sát, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu, vốn tưởng rằng Dương Quan Quan từng đánh chết một tên bắt cóc, dũng khí sẽ mạnh hơn rất nhiều, nhưng rõ ràng là hắn đã suy nghĩ nhiều rồi. Đối mặt với những hung thần như sát thần và đồ tể, cô ấy ngay cả dũng khí ra tay cũng không có, mỗi một lần ra quyền đều rụt rè sợ này sợ kia, sợ bị đối phương bắt được sơ hở. Hình ý chính là phải đánh mạnh đánh thẳng vào mục tiêu mà không có bất kỳ sự do dự nào, không phải ta đánh chết ngươi, chính là ngươi đánh chết ta. Nếu Dương Quan Quan tiếp tục luyện như vậy, sớm muộn gì cũng bị đánh chết. Tề Bất Ngữ đứng trước cửa sổ phòng làm việc, trong tay cầm một ly trà, mỉm cười nhìn cảnh tượng này. Ông bỗng nhiên xoay người từ cửa sổ nhảy xuống, trước khi rơi xuống đất, bàn tay vỗ lên vách tường một cái, thân thể như có một lực đạo bật ngang, cả người di chuyển ngang ra ngoài, vững vàng rơi trên mặt đất. Độ cao hơn 5 mét, đối với ông mà nói, tựa hồ như dẫm trên đất bằng. Đại đương gia. Đám phạm nhân thấy Tề Bất Ngữ xuất hiện, lập tức câm như hến, cung kính cúi đầu. Tề Bất Ngữ thản nhiên đi tới trước mặt tên đồ tể, sau đó chỉ ngón tay về phía Dương Quan Quan. Dương Quan Quan sửng sốt. Tề Bất Ngữ ngoắc ngoắc tay với đồ tể. Đồ tể ngẩn ra, sau đó nhếch miệng cười, giơ tay đánh thẳng về phía mặt Tề Bất Ngữ. Tề Bất Ngữ bước chân hơi tiến về phía trước, cơ thể lay động, động tác nhanh như tia chớp, thoáng cái hất tung nắm đấm của đối phương, rồi liền giáng một đòn đập vào mặt đầy uy lực. Đồ tể kêu thảm một tiếng, mặt bị đánh đến nở hoa, bay đánh bay ra ngoài, trên mặt đất lăn hơn 10 vòng mới dừng lại. Dương Quan Quan và Hoàng Sung đều chết lặng trợn mắt há hốc mồm. Người đàn ông trung niên giống như thư sinh này, thoạt nhìn trông gầy và yếu đuối, nhưng vừa ra tay, lại vừa bá đạo lại vừa bạo lực, vóc dáng đồ tể lớn hơn ông nhiều như vậy, thế mà lại để cho ông một chiêu đánh bay ra ngoài. Mẹ nó, ra tay thật tàn nhẫn, đây là đánh thay con dâu ngươi sao? Đồ tể xoa xoa hai gò má đau muốn nứt ra của hắn ta, trong lòng thầm mắng. Tề Bất Ngữ đưa tay nhẹ nhàng khoa tay múa chân với Dương Quan Quan, lại chỉ ngực mình. Tề Đẳng Nhàn ở một bên giải thích, bố tôi nói nếu cô do dự, cô sẽ thua. Nếu do dự, sẽ thua. Dương Quan Quan ngẩn ra, trong đầu đột nhiên nhớ tới trò chỉ lang bản thân từng chơi, đại boss cuối cùng của trò chơi này, kiếm thánh vi danh đã từng nói một câu như vậy, nếu do dự, sẽ thua. Ông bảo cô đừng sợ, trong lòng phải có kính sợ. Nhưng kính sợ lại chỉ có thể là sinh mệnh, đạo đức, thần linh, mà không phải là người. Đồ tể cũng biết bản thân không phải đối thủ của ông, nhưng vẫn dám ra tay với ông. Cô rất có tài năng, nhưng đừng để nỗi sợ hãi giới hạn tài năng đó của cô. Tề Đẳng Nhàn nhìn Tề Bất Ngữ giơ tay chỉ lên trời, rồi lại giơ tay chỉ vào tim, nhàn nhạt giải thích với Dương Quan Quan. Dương Quan Quan nhẹ nhàng mím môi. Trong đầu chỉ nghĩ đến trò chơi mà bản thân đã chơi, độ khó của trò chơi này nổi tiếng rất cao, lần đầu tiên cô ấy gặp đại boss bên trong, luôn sợ hãi, sợ này sợ kia không dám xuất đao không dám ra tay, nhưng sau khi cứ chết đi sống lại, cô ấy đã quen thuộc với các chiêu thức của boss, vì thế, bắt đầu chủ động tấn công, không ngừng giao đấu với boss. Khi dồn toàn bộ công sức sức lực đánh bại boss, cô ấy nhận được một loại thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu trước nay chưa từng có. Bây giờ trận đấu mà Tề Đẳng Nhàn sắp xếp cho cô ấy giống như chỉ lang, chỉ có điều, độ khó này là cấp địa ngục. Cô ấy còn nhớ rất rõ, bản thân vì quyết tâm đánh bại vi danh, chết ước chừng hơn 100 lần, liều mạng gần như 3 ngày, mới đem đầu boss này chém chết. Tề Bất Ngữ cười cười rồi xoay người rời đi. Nếu do dự, sẽ thua. Trong tâm trí Dương Quan Quan, luôn vang vọng một câu nói như vậy. Tề Đẳng Nhàn vỗ vỗ tay, bảo mọi người kết thúc công việc. Sau đó, lại là thời gian trị thương. Hôm nay đừng đến phòng giam đánh lén tiểu tử này nữa, các ngươi muốn đánh cậu ta, ngày mai ta quang minh chính đại sắp xếp. Tề Đẳng Nhàn đưa Hoàng Sung trở về phòng giam,
mỉm cười nói với các phạm nhân bị nhốt trong các phòng giam. Đối với những người này mà nói, việc mở cửa phòng giam, quả thực không phải quá khó khăn. Tất cả mọi người là nở nụ cười, tỏ vẻ sẽ cho nhị đương ra mặt mũi. Hoàng Sung chua xót nói, sư phụ à, này trong nhà từ này không có bất cứ người nào bình thường một chút sao? Đa số đều không bình thường, Tề Đẳng Nhàn nhún vai, thản nhiên nói. Bên trong nhà tù U Đô cũng có một ít phạm nhân bình thường, tuy nhiên, để cho bọn họ tới cùng Hoàng Sung và Dương Quan Quan đọ sức, vậy còn có ý nghĩa gì? Dương Quan Quan hôm nay bị đánh đủ thảm, nhưng điều này cũng không cản trở Tề Đẳng Nhàn tiếp tục bóc lột cô ấy, để cho cô ấy nằm ở dưới đất ngủ. Bên ngoài tuyết còn đang rơi, cửa sổ cũ kỹ này có khe hở, gió lạnh tê tê thổi vào bên trong, khiến Dương Quan Quan cuộn mình run lẩy bẩy vì lạnh. Quay đầu nhìn lại, Tề Đẳng Nhàn đang ngủ say trên giường lớn, điều này làm cô ấy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau khi cắn răng, Dương Quan Quan từ dưới đất đứng lên, đi tới bên giường, xốc một góc chăn lên, chui vào. Sau một hồi căng thẳng, thấy Tề Đẳng Nhàn không có bất kỳ động tĩnh gì, cơ thể cũng dần dần ấm lên, cô ấy mới dần dần yên tâm, bình yên đi ngủ. Đương nhiên đêm hôm đó không có gì xảy ra, trải qua một cách bình yên. Sáng sớm hôm sau Tề Đẳng Nhàn đánh thức Dương Quan Quan, hắn không xấu hổ, mà ngược lại người xấu hổ lại là Dương Quan Quan. Sau đó lại đi gọi Hoàng Sung, dẫn theo hai người đến địa điểm luyện võ ngày hôm qua. Tất nhiên con hổ lớn kia lại xuất hiện, nằm trong bụi cỏ, không nhúc nhích nhìn chằm chằm hai người, giống như là quản giáo, điều này vẫn làm cho hai người sởn gai ốc. Sau khi luyện công xong, Tề Đẳng Nhàn bảo Hoàng Sung về trước, hắn muốn luyện thêm cho Dương Quan Quan. Tôi cũng muốn luyện thêm a, Hoàng Sung rất là không cam lòng nói. Thiên phú của cậu chưa đạt tới trình độ đó, chỉ có thể làm đến nơi đến chốn làm từng bước một. Tề Đẳng Nhàn mặt không chút thay đổi đuổi anh ta đi. Sau đó, hắn mang theo Dương Quan Quan lên núi, tới bên vách núi. Bên cạnh vách núi, có một tảng đá lớn nhô ra đột ngột, đại khái cũng chừng 4 mét vuông, hơn nữa bề mặt còn gồ ghề không bằng phẳng. Tề Đẳng Nhàn nhảy một bước dài lên, bảo Dương Quan Quan cũng đi lên. Đứng trên tảng đá này, gió lạnh thổi qua, dưới chân còn có tuyết trắng, khiến cho cô ấy rất lo lắng, không biết bản thân có bị ngã xuống không, cảm giác còn đáng sợ hơn cả khi bị hổ nhìn chằm chằm. Bản lĩnh của cô thật sự không kém như vậy, nếu thật sự đánh nhau, có thể đánh 5 chiêu với sát thần, và đánh 6 chiêu với đồ tể. Nhưng mà, cô sợ, cô bị khí thế của bọn họ làm cho sợ hãi. Nếu do dự, sẽ thất bại. Tề Đẳng Nhàn đứng trên tảng đá, hai mắt lạnh lùng nhìn Dương Quan Quan. Dương Quan Quan có chút buồn bã cúi đầu, cô ấy thật sự sợ hãi, dù sao, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tề Đẳng Nhàn nói với Dương Quan Quan, hôm nay, tôi sẽ dạy cô cách đạo thiên cơ, rèn luyện dũng cảm. Dương Quan Quan trong lòng rất ngạc nhiên, liền thấy Tề Đẳng Nhàn một bước đi về phía trước, đến trước mặt cô ấy, một quyền đánh vào mặt cô ấy. Một quyền này đánh ra, một nắm đấm đánh ra mạnh mẽ bùng phát ngay lập tức, làm cho cô ấy cảm giác được người đàn ông trước mắt cao hơn cả trời, và dày hơn cả đất, có một loại cảm giác không thể ngăn cản. Cô ấy theo bản năng muốn lùi về phía sau, nhưng phía sau lại là vực sâu vạn trượng. Dương Quan Quan chỉ có thể cắn răng giơ hai tay lên, ngăn cản một quyền này của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn cười lạnh một tiếng, một trường đẩy thẳng ra. Như thể là đang lao tới đánh bật Dương Quan Quan xuống vách đá. A, Dương Quan Quan trong miệng bộc phát ra một tiếng hét lớn, một cú đấm đánh ra, đấm vào lòng bàn tay Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, bị đánh bị động, không có cơ hội chiến thắng. Thanh âm hắn như sấm, vang vọng đỉnh núi, đồng thời cũng đang ra tay, nhanh như tia chớp. Quyền của hắn không nặng, nhưng ý đồ đầy sức mạnh, đánh gục tâm hồn người khác. Làm cho người ta hít thở thôi cũng không thông. Nếu như hắn dùng toàn lực ra đòn, dù cho Dương Quan Quan có dùng hết sức lực toàn thân ngăn cản, cũng bị một quyền này của hắn đánh xuống vách núi. Dù sao Dương Quan Quan cũng nhát gan, chậm nửa nhịp, bị Tề Đẳng Nhàn một chưởng đánh ngã. Trong nháy mắt thân thể mất trọng lượng, đầu óc cô ấy trống rỗng, cái mạng nhở này của mình kết thúc như vậy sao? Ngã từ độ cao như vậy, sợ là sẽ chết rất khó coi.
nói không chừng đến thi thể cũng tìm không thấy. Mới vừa rơi xuống chừng một mét, tay của cô ấy đã bị Tề Đẳng Nhàn kéo lại, chỉ thấy, chân Tề Đẳng Nhàn móc vào tảng đá như một con rơi lớn, cả người treo ngược, đưa tay kéo cô ấy. Tự mình leo lên đi, Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt nói. Dương Quan Quan cắn chặt răng, run rẩy giữ lấy cánh tay hắn, sau đó mượn lực leo lên. Với thể lực hiện tại của cô ấy, trèo lên là việc rất dễ dàng. Sau hai lần leo lên, Tề Đẳng Nhàn dùng sức vung một cái, trực tiếp ném cô ấy lên tảng đá. Dương Quan Quan còn chưa kịp đứng vững, liền nhìn thấy cơ thể Tề Đẳng Nhàn lùi về phía sau, đột nhiên xoay người lại, giơ tay chỉ vào mắt của bản thân. Nếu do dự, sẽ thua cuộc. Dương Quan Quan cắn chặt răng, tưởng tượng Tề Đẳng Nhàn là vi danh mà bản thân quyết tâm hạ gục suốt 3 ngày 3 đêm. Nhưng cô ấy không phải chỉ lang, không có sức năng lực chết đi sống lại như của rồng, một khi thất bại, chỉ có một con đường chết. Cuộc sống không phải là trò chơi, không có cơ hội bắt đầu lại. Dương Quan Quan thân thể bắt đầu thả lỏng, chém giết nội tâm nhát gan bên trong, đem những gì bản thân gần đây đã học, từng cái biểu hiện ra bên ngoài, đấm, đá, bổ, pháo, ngang, đánh ngũ hành quyền đánh đến nổi gió, trên khe đá hẹp, di chuyển tốc biến. Thế công của cô ấy càng ngày càng hung mãnh. Sau khi liên tục đánh hơn 10 chiêu, khiến cho Tề Đẳng Nhàn rất hài lòng gật đầu, một cái chui vào giữa thân thể của cô ấy, sau đó dùng khuỷu tay mở đường, trực tiếp đánh vào ngực, hai tay nâng lên, như hoa sen nở rộ, đáp xuống trên cằm Dương Quan Quan. Bang! Thân thể Dương Quan Quan bị một chiêu lão viên quải ấn này đánh cho rời khỏi mặt đất, bay ngược ra sau, nặng nề ngã xuống mặt tuyết trên đỉnh núi. Vừa mới hít thở, chất lỏng mặn tanh từ khóe miệng liền chảy ra, ấm ấm nóng, đưa tay lau một chút, là một nắm máu tươi. Cô ấy ho liên tục vì đau và phun máu xuống tuyết. Không sai, lá gan của cô đã lớn hơn rồi. Tề Đẳng Nhàn đi tới, đưa tay kéo cô ấy lên khỏi mặt đất. Dương Quan Quan cảm thấy đầu choáng mắt hoa, có vẻ như não có chút chấn động, vẻ mặt thê lương nói, anh xuống tay nhẹ một chút a, đánh chết tôi rồi. Tề Đẳng Nhàn nói, bị tôi đánh, dù sao cũng tốt hơn bị người khác đánh chết. Không sao, hôm nay trở về lại cùng những người đó đánh một trận, tôi tin tưởng cô có thể thể hiện ra những gì khác biệt. Nói xong lời này, hắn nhịn không được đưa tay sờ sờ đầu Dương Quan Quan, vẻ mặt ủy khuất của cô ấy, nhìn thật sự là đáng yêu muốn chết. Thái cực quyền, bát quái quyền, độc nhất vẫn là hình ý quyền. Tôi dạy cô là hình ý, cô thông qua hình ý mà vào. Mà môn quyền pháp này, chú ý nhất chính là hung mãnh bá đạo ác độc, không phải ta đánh chết ngươi thì là ngươi đánh chết ta. Cho nên, cô nhất định phải thể hiện ra được sự hung hãn của bản thân, nếu không, cũng chỉ có thể bị người ta đánh chết. Tề Đẳng Nhàn lui về phía sau một bước, khoa tay múa chân hai cái. Dương Quan Quan nhíu mày nói, như thế nào mới gọi là có tính hung hãn? Hình ý dù sao cũng có 12 hình, không phải dạng nào cũng có. Tề Đẳng Nhàn không đợi cô ấy nói xong đã xua tay, nói có câu nói đánh người như hôn môi, đây chính là lời có thể hình dung ra loại cảm giác áp bách này nhất. Dương Quan Quan khó hiểu nói, không hiểu. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói, đến hôn một cái cô sẽ hiểu. Đi chết đi. Dương Quan Quan trực tiếp vung một nắm tuyết lên mặt hắn. Tề Đẳng Nhàn nhẹ nhàng né tránh, giải thích lúc nam nhân cùng nữ nhân hôn môi. Luôn tràn ngập tính xâm lược cùng cảm giác áp bách, chẳng những phải hôn, còn phải ôm, phải sờ, làm cho đối phương không thở nổi. Lúc cô đánh nhau nghĩ bản thân giống như đang đuổi theo người mình yêu nhất hôn, không cho đối phương cơ hội thở dốc, như vậy, có thể đem ưu thế hình ý của cô phát huy đến lớn nhất. Sau lần giải thích này, Dương Quan Quan đã hiểu, vừa rồi Tề Đẳng Nhàn cho cô ấy loại cảm giác áp bách này chính là như thế, căn bản không cho cô ấy cơ hội lui tránh. Cơ hồ mỗi một chút đều làm cho cô ấy hít thở khó khăn. Xuống núi, nghỉ ngơi một chút ăn cơm trưa, sau đó thực chiến. Tề Đẳng Nhàn phất phất tay, dẫn theo Dương Quan Quan xuống núi trở về nhà tù U Đô. Dương Quan Quan đưa tay nhẹ nhàng vung nắm đấm, lẩm bẩm nói, hôm nay, coi như là khiêu chiến với Hồ Điệp Phu Nhân đi. Hồ Điệp Phu Nhân, là boss đầu tiên trong chỉ lang, có thể nói là giáo viên của các tân thủ. Cơ bản điều khiển, chính là đều học từ chỗ cô ta.
Nhưng mà, bên trong nhà tù Udo nhiều boss lắm, Dương Quan Quan muốn trong thời gian ăn lễ năm mới này mà thông qua hết, rõ ràng là có chút không thực tế. Buổi chiều thực chiến, Tề Đẳng Nhàn chọn dạ quỷ cho Hoàng Sung. Dạ quỷ người này là một lão gian xảo, xuống tay âm hiểm ác độc, hắn ta thích chơi đòn tâm lý chiến tranh mọi lúc, không hề ngoại lệ, Hoàng Sung được giáo dục. Đối thủ Tề Đẳng Nhàn lựa cho Dương Quan Quan là dâu quai nón được xưng là Bạo Vương, tên gia hỏa này từng khiến hắn bất tỉnh nhân sự chỉ bằng một cú tát. Lúc này đây Dương Quan Quan, đã không có chút lùi bước, sau khi đối mặt với người đàn ông có dâu quai nón này, liền xông lên tấn công trước, ra chiêu rất đáng sợ. Mọi người vừa nhìn đã phải ồ lên, chỉ trong vòng một ngày mà cô gái này, đã lột xác nhiều đến như vậy. Dương Quan Quan bại trận ở chiêu thứ 8. Sau đó, đối thủ của cô ấy ngày đầu tiên sát thần đứng ở một bên nhàn nhạt bình luận nói, không tệ. Nhưng vẫn có một số vấn đề. Có thể làm cho vị sát thần mặt lạnh này nói một câu không tệ, là một chuyện vô cùng khó khăn. Dương Quan Quan nhớ kỹ niềm tin rằng do dự, sẽ thua, mỗi một lần ra tay cũng không lưu tình do dự, đem hình ý bá đạo phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, thể hiện đầy đủ sự bá đạo mạnh mẽ, không phải ngươi chết chính là ta chết. Hôm nay biểu hiện không tệ, tiến bộ rõ ràng, sau này mỗi một ngày đều phải tiếp tục rèn luyện. Tề Đẳng Nhàn mát xa khớp xương cho Dương Quan Quan, sau đó khen ngợi một câu. Dương Quan Quan ngẩng đầu lên, nhe răng cười nói, mei baya bureru. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, nói tiếng chim gì vậy, sao lại cảm thấy lời này có chút quen tai. Vĩ danh đã nói một câu như vậy, do dự sẽ bại trận. Dương Quan Quan nói. Tuy hôm nay vẫn bại trận, nhưng ít nhất, không do dự nữa. Tề Đẳng Nhàn nhẹ nhàng gật đầu, ai nói chơi trò chơi cũng chỉ có thể dạy hư trẻ con, trò chơi chất lượng tốt, vẫn có thể mang đến cho người ta năng lượng tích cực mà. Hương vị đã càng ngày càng đậm, cho dù là nhà tù Udo đổ nát này, dưới sự giám sát của quản ngục, bắt đầu trang trí răng đèn kết hoa. Phạm nhân cũng mỗi ngày đều có thể thêm đùi gà, thỉnh thoảng còn có thể ăn một ít món ăn dân dã. Xem như cải thiện cuộc sống. Hoàng Sung và Dương Quan Quan dưới sự huấn luyện và thực chiến cường độ cao như vậy, tốc độ tiến bộ tăng nhanh rõ ràng. Tề Đẳng Nhàn mỗi ngày chọn lựa đối thủ cho bọn họ, ngày hôm trước so với ngày hôm sau càng ngày càng tiến bộ, điều này làm cho bọn họ cũng càng thuận buồm xuôi gió, đối với bản thân càng thêm có lòng tin. Mấy ngày này, Dương Quan Quan đều là ngủ trên giường, tuy nhiên, cùng Tề Đẳng Nhàn phân biệt rõ ràng, phân rõ giới hạn. Tề Đẳng Nhàn vì để cho cô ấy nghỉ ngơi thật tốt, ngày hôm sau có thể luyện võ, thực chiến, cho nên phân rõ ranh giới một chút, mỗi ngày đều để cho cô ấy ngủ rất ngon. Cùng ngủ chung một cái giường, lại cái gì cũng không phát sinh, loại chuyện kỳ quái này trong sự quan tâm của Dương Quan nảy sinh một loại cảm giác cùng cảm xúc kỳ quái, rất ấm áp, rất tuyệt vời, nhưng cũng làm cho người ta có chút xấu hổ nho nhỏ. Dù sao... Không phải mỗi một ngày thức dậy đều có thể giống như ngày thường nhìn qua chỉnh tề, có đôi khi nút áo không cẩn thận mở ra, cũng khó tránh khỏi làm cho người ta nhìn lại thấy phong cảnh đẹp đẽ bên trong. À, xong đời rồi, hình như là mình thích hắn rồi. Dương Quan Quan nhàn hạ ngồi ngẩn người, nhịn không được trong lòng thở dài một tiếng, cảm thấy hoang mang. Nếu do dự sẽ thua, nhưng ở loại chuyện này, phàm là con gái, đều sẽ phân vân, đều sẽ do dự chứ đúng không? Ngày mừng năm mới, trong nhà tù Udo tràn ngập niềm vui, các phạm nhân đến từ các quốc gia cũng đều thích Tết âm lịch ở Hoa Quốc, tụ tập cùng một chỗ ăn uống vui chơi, cảm giác thoải mái khó có được. Tề Đẳng Nhàn dẫn theo Dương Quan Quan và Hoàng Sung tham gia lễ hội đón giao thừa ở nhà tù Udo, thưởng thức tiết mục của các phạm nhân, ăn bữa tối thịnh soạn. Tuy nhiên, lúc đi ra ngoài, Dương Quan Quan để gió lạnh thổi qua, không khỏi lạnh đến run rẩy. Trở lại phòng ngủ không bao lâu, liền bắt đầu cảm giác cả người rét run. Hình như tôi bị bệnh rồi. Dương Quan Quan quấn trong chăn, run lẩy bẩy nói với Tề Đẳng Nhàn vừa mới tuần tra phòng giam xong. Tề Đẳng Nhàn sờ trán của cô ấy, hình như là phát sốt, có thể là gần đây cô ấy vất vả quá mức, nên cơ thể có chút suy nhược. Sốt thật ra là quá trình tự điều tiết của cơ thể con người, Tề Đẳng Nhàn thấy không có triệu chứng gì khác. Lấy ibuprofen cho cô ấy uống, sau đó để cô ấy nghỉ ngơi. Lúc này, Hướng Đông Tình là người cô độc nhất, bàn ăn của cô ta rất vắng vẻ,
trên bàn bày ba bộ bát đũa trống không. A Phúc ở một bên nhìn cô ta, trong ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng đau lòng. Hướng Đông Tình rót rượu mạnh vào cái ly giống, cầm lấy ly rượu của bản thân cùng vào cái ly không ai dùng, nói, bố, năm mới vui vẻ. Cô ta uống một hơi cạn sạch. Sau đó, cô ta lại cùng một cái ly giống khác, thấp giọng nói, mẹ, chúc mừng năm mới. Ly thứ ba, cô ta nhẹ giọng nói, anh, chúc mừng năm mới. Uống liền ba ly, ánh mắt của cô ta cũng trở nên có chút mơ hồ, đồ ăn trên bàn, một đũa cũng không có động. Tiểu thư, ăn chút gì trước đi, không nên uống khi bụng rỗng, bằng không sẽ tổn thương thân thể đấy. A Phúc vội vàng đi tới thuyết phục cô ta ăn, gắp cái đùi gà cho cô ta. Hướng Đông Tình thở dài, yên lặng cầm đùi gà gặm, vừa gặm đùi gà, vừa rơi nước mắt. A Phúc đau lòng không chịu nổi. Hướng Đông Tình lau nước mắt, miễn cưỡng cười, bác Phúc, bác đi nghỉ sớm đi, tôi muốn ngồi một mình một lát. A Phúc định mở miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng lúc này di động của Hướng Đông Tình lại vang lên, cô ta ngẩn ra, cầm lên nhìn, thấy là Tề Đảng Nhàn gọi đến. Hướng Tổng, chúc mừng năm mới. Giọng Tề Đảng Nhàn truyền đến, mang theo chút giễu cợt. Anh cũng vậy. Hướng Đông Tình nuốt nước miếng, vẫn duy trì giọng nói bình tĩnh. Tề Đảng Nhàn cười nói, tôi có chuẩn bị quà cho cô bây giờ đứng dậy, đi vào trong đình viện. Hướng Đông Tình kinh ngạc, anh không về nhà. Tề Đảng Nhàn nói, tôi có về nhà điều đó cũng không cản trở việc chuẩn bị quà cho cô đâu. Như lời nói Hướng Đông Tình đi đến đình viện, không khỏi cảm thấy có chút lạnh, nói, nhanh lên, bên ngoài rất lạnh à. Tề Đảng Nhàn chỉ dẫn Hướng Đông Tình đi tới một góc, còn đang châm chọc, ngốc chết đi được, bên trái, chỗ rõ ràng như vậy cũng không tìm thấy, tôi thật sự phục rồi. Vài phút sau, Hướng Đông Tình cuối cùng cũng đến góc trái của sân, nơi này có một hòn nam bộ. Cô khom lưng nhìn xem phía dưới cất giấu cái gì, Tề Đảng Nhàn cười nói. Hướng Đông Tình khom lưng xuống nhìn, phát hiện bên trong cất giấu một cái hộp lớn, vì vậy đưa tay lấy ra. Trên hộp lớn, còn đặt một cái bật lửa. Tôi còn tưởng rằng là cái gì bảo vật quý hiểm lắm, hóa ra chính là một hộp pháo hoa à. Hướng Đông Tình khinh thường nói, nhưng trong ánh mắt, lại toát ra vô cùng vui mừng vui vẻ vô cùng thỏa mãn. Ấu chí, tôi cũng không phải là con nít, cho tôi bắn pháo tính là quà tặng gì à. Trẻ con thích nhất là lễ mừng năm mới, bởi vì vừa đến lễ mừng năm mới, có thể lĩnh tiền mừng tuổi. Nhưng để cho bọn họ vui vẻ nhất, vẫn là mua một túi pháo hoa, đặt chơi khắp nơi. Tề Đảng Nhàn hừ lạnh một tiếng, nói, không muốn thả thì thả cho người khác đi. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng bật lửa, tiếp theo là một tiếng nổ lớn, rõ ràng là pháo hoa nổ tung trong không khí. Trời ạ, thơm quá! Tề Đảng Nhàn không nhịn được trào phúng một câu. Tôi chỉ không muốn lãng phí thôi, Hướng Đông Tình nhìn pháo hoa. Vẻ mặt đầy thỏa mãn, miệng lại cứng rắn đáp trả. Tề Đảng Nhàn cười nói, được rồi, không nói với cô nữa, trở về cùng nhau uống một ly. Hướng Đông Tình muốn hắn nói tiếp, lời đến bên miệng, nhưng lại nói, được. Cúp điện thoại, cô ta có chút buồn bã mất mát, nhìn pháo hoa nở rộ trong đêm tối, lại nhịn không được mỉm cười. Năm nay đối với Hướng Đông Tình mà nói là một kỷ niệm đáng giá. Tuy rằng quà tặng chỉ là một hộp pháo hoa mấy trăm tệ mà thôi, nhưng cũng vô cùng trân quý, ít nhất, vẫn có người lo lắng cho cô. Nhưng năm nay đối với Dương Quan Quan mà nói thì không thoải mái như vậy, mỗi ngày bị đánh như chó chết, lúc này còn đang phát sốt. Sau khi uống ibuprofen, cô ngủ say trong chăn, nửa đêm còn đổ mồ hôi lạnh, cả người lạnh đến run lẩy bẩy. Tôi lạnh quá, Dương Quan nghiến răng va chạm, đưa tay sờ lên người Tề Đảng Nhàn. Lạnh như vậy sao? Không sao đâu, đã đổ mồ hôi rồi, ngày mai sẽ tốt thôi. Tề Đảng Nhàn nói, cô cởi quần áo ra đi, mặc ít ngủ một chút, tránh cho lại nhiễm lạnh. Dương Quan Quan do dự nói, bây giờ sao? Tề Đảng Nhàn nói, bất hỏi nhảm nhí. Dương Quan Quan nghĩ ngủ liền mấy ngày, hắn cũng không có hành vi vượt rào gì, vì thế, liền giúp trong chăn sột soạt cởi quần áo, cẩn thận từng ly từng tí vươn cánh tay đặt quần áo ở đầu giường. Cởi ra quần áo tràn đầy mồ hôi lạnh, cô ấy cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, bất quá vẫn là lạnh, trên người đều là một tầng da gà nổi.
Tề Đẳng Nhàn đưa tay sờ sờ cánh tay cô ấy, sau đó đưa tay ôm lấy cả người cô ấy. Dương Quan Quan thân thể lập tức khẩn trương lên, kéo căng như một cái dây cung, không dám nhúc nhích, hô hấp đều muốn đình chỉ. Ôm ấm, không được sờ lung tung, Tề Đẳng Nhàn không chút lưu tình trả đũa. Dương Quan Quan không khỏi im lặng, nhưng cảm giác được thân thể đối phương ấm áp tựa như lò lửa, cái loại cảm giác da thịt dán vào nhau, nhiệt lượng truyền tới, làm cho cả người cô ấy đều dần dần ấm áp. Dương Quan Quan cảm thấy xấu hổ, yên lặng xoay người đi. Sao lại có cảm giác giống như hôm trời mưa to ở dưới sạp báo vậy? Tề Đẳng Nhàn không nhịn được cười nói, nhẹ nhàng thổi hơi nóng vào tai Dương Quan Quan. Lỗ tai Dương Quan Quan lập tức đỏ bừng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cả khuôn mặt giống như bôi máu gà, thân thể run rẩy không dám nói lời nào, sợ Tề Đẳng Nhàn trả giá bước hành động tiếp theo. Hiện tại trên người của cô ấy chỉ có một bộ quần áo mỏng, nơi này lại là nhà tù U Đô, là địa bàn của hắn, cô ấy giống như một con cừu non đợi bị làm thịt. Lời hứa hôm đó của cô, hôm nay có thể thực hiện hay không? Tề Đẳng Nhàn bồn chồn hỏi. Dương Quan Quan muốn đánh chết hắn, bản thân đã khó chịu như vậy rồi, còn muốn chiếm tiện nghi. Nhưng Tề Đẳng Nhàn đúng là vẫn là một người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vẫn là đưa tay lên, hơn nữa là hai tay, dù sao Dương Quan Quan trước đó đã hứa hẹn rồi, bản thân đây chẳng qua là để cho cô ấy thực hiện. Trong lòng bàn tay Tề Đẳng Nhàn đều đổ mồ hôi, nhưng mà, là mồ hôi ấm. Vào lúc này, còn chừng 3 phút nữa là đến 12 giờ sáng. Các phạm nhân trong nhà tù vui mừng hớn hở đốt pháo và pháo hoa, nhà tù vốn tối đen yên tĩnh, thoáng cái náo nhiệt hẳn lên, đủ mọi màu sắc rực rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Dương Quan Quan mở mắt nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ, cảm thấy tất cả đều không chân thật, nhiều năm cô độc một mình như vậy, năm nay lại cùng một người đàn ông nằm trên giường, còn để cho hắn dùng phương thức quá phận như vậy ôm. Nhưng trong nội tâm cô ấy, hết lần này tới lần khác không cảm nhận được một chút chán ghét. Cho dù lừa gạt chính mình nói chán ghét đối phương, nhưng vẫn như thế một chút chán ghét cũng không chán ghét nổi. Đừng, Dương Quan Quan run giọng nói, nhẹ nhàng đè lại cổ tay Tề Đẳng Nhàn. Đây cũng không phải là lời từ chối cự tuyệt thông thường của con gái, mà là cảm xúc chân thành từ trái tim. Tề Đẳng Nhàn cũng không có hành động tiếp theo, khi dễ thì khi dễ, nhưng thời điểm nên tôn trọng, vẫn phải tôn trọng. Lần sau còn có cơ hội không? Tề Đẳng Nhàn lại hỏi, cảm thấy có chút tiếc nuối, cho rằng đây là một thời khắc tuyệt vời hơn nữa đáng để kỷ niệm, nên nắm chắc. Chỉ cần anh có thể trước sau như một quan tâm tôi, có. Dương Quan Quan chần chờ một lát, sau đó đáp lại. Tề Đẳng Nhàn sau khi nhận được câu trả lời này, liền rất yên tâm, bất quá vẫn nói, nhưng tôi cảm thấy thời khắc tốt đẹp này, chúng ta nên làm chút gì đó. Từ bỏ năm cũ, chào đón năm mới. Lại là pháo hoa đầy trời, quả thực không thể lãng mạn hơn. Thời khắc này nếu mà lãng phí, chỉ sợ sẽ tiếc nuối ngàn năm rồi. Dương Quan Quan yên lặng xoay người lại, đôi mắt đen nhánh như mực nhìn hắn, mùi thơm dịu dàng từ khe hở chăn bay ra, như có như không trêu chọc một sợi dây vô hình. Không được làm chuyện quá đáng. Dương Quan Quan cảnh cáo nói, cũng giống như là đang lừa gạt chính mình, sau đó chủ động nhắm mắt lại. Dùng tốc độ ốc sên nhúc nhích nhẹ nhàng đem môi tiến về phía trước. Sau đó, Tề Đẳng Nhàn liền cùng Dương Quan Quan hôn môi đón năm mới. Từ một năm cũ, hôn đến một năm mới. Dương Quan Quan cảm nhận được tính xâm lược mà Tề Đẳng Nhàn đã nói, gần như khiến cô ấy không thở nổi, vì vậy, cô ấy cũng bắt đầu cố gắng đánh trả. Hóa ra, đánh người như hôn môi cũng không phải cách so sánh khoa trương. Dương Quan Quan luyện võ đến nhập ma. Vào lúc này, trong đầu đều vẫn còn ý nghĩa như vậy. Tề Đẳng Nhàn trước khi chưa được Dương Quan Quan cho phép, cũng không làm ra chuyện quá phận. Hắn rất thích Dương Quan Quan, khi lột bỏ vỏ bọc đạo đức giả của cô ấy, luôn có thể phát hiện ra vẻ đẹp bên trong cùng tuyệt vời. Tề Đẳng Nhàn đã lâu không gặp, trở nên hung ác hơn cầm thú. Cũng may Dương Quan Quan không phải là loại nữ nhân miệng lưỡi độc mồm độc miệng như Lý Vân Uyển, hơn nữa. Cô ấy tinh tường ý thức được, hắn là dao cô ấy là cá, nhất định không được chọc giận. Ngày hôm sau Dương Quan Quan ngoại trừ có chút mệt mỏi bên ngoài, hầu như không có gì đáng ngại, cho nên, tự nhiên khó tránh khỏi tiếp tục bị bắt đi luyện công. Liên tiếp thực chiến,
cuối cùng là từ đỉnh cấp đại boss sát thần, tham lang, đánh tới tầng dưới chót nhất tiểu boss. Tuy nhiên, cho dù là tầng dưới chót nhất tiểu boss, cũng không phải là thứ hai người có thể đối phó, nhưng cũng may có thể quay lại chiến đấu, xem rất đặc sắc, rất náo nhiệt. Cứ đều đặn đúng giờ mỗi ngày nhà tù Udo diễn ra 4 trận đấu thực chiến, một số kiếm được thuốc lá hút một tháng cũng không hết, có một số thua đến mất cả quần lót. Trong khoảng thời gian này, Dương Quan Quan đều là ngủ trên giường, từ sau lúc thân mật đêm giao thừa, hai người lại khôi phục ranh giới như cũ xem như không có chuyện gì xảy ra. Không bao lâu nữa cũng phải trở về, ngày mai dẫn các ngươi đi vuốt ve một con mèo, ngày mốt trở về. Đêm nay sau lúc kết thúc thực chiến Tề Đẳng Nhàn, nhìn hai người nói. Dương Quan Quan đại mỹ nữ này giờ phút này cả người bùn đất, trên mũi miệng đều là máu tươi, quả thực chật vật. Tuy nhiên, cô ấy lại là khóe miệng mang nụ cười, bởi vì, cô ấy thực sự cảm nhận được bản thân đã tiến bộ. Vừa rồi, cô ấy đánh với đồ tể đánh đủ 12 chiêu, ngay sau đó đã bị một đòn đập vào mặt đánh ngã ra ngoài. Đồ tể bị Tề Bất Ngữ đánh một cú đập vào mặt đánh cho mặt đầy máu, đánh Dương Quan Quan lần này, phần lớn là vì muốn trả thù. Vuốt ve mèo. Trong lòng hai người đều rất nghi hoặc, hỏi, nhưng Tề Đẳng Nhàn không nói. Mãi đến ngày hôm sau lúc luyện võ, bọn họ mới hiểu được này vuốt ve mèo là thế nào. Đại Hoàng, lại đây. Tề Đẳng Nhàn hét to một tiếng gọi con hổ lớn trong bụi cỏ kia. Sau đó liền nhìn thấy con hổ hình thể thật lớn kia lắc lư cái đuôi hai cái, ngáp dài đi tới trước mặt hắn. Dương Quan Quan cùng Hoàng Sung khóe miệng đều là điên cuồng giật giật, vuốt ve mèo, là vuốt ve con mèo lớn này sao? Cái tên Đại Hoàng này thật đúng là thú vị, một con hổ uy phong lẫm liệt, toàn bộ cái tên này, hai người đều cảm thấy Tề Đẳng Nhàn cũng thật sự là thú vị. Một khi đại sư dạy đồ đệ luyện võ, nói đến hổ báo lôi em mờ, đều phải chờ xét đánh. Hoặc là cũng chỉ có thể để cho bọn họ vuốt mèo. Tôi đây chính là đỉnh cấp, trực tiếp để cho bọn họ thật sự cảm nhận chân một chút. Sau khi nói xong lời này, con hổ đã đi tới bên chân hắn, lăn lộn một cái, trực tiếp nằm xuống. Tề Đẳng Nhàn đưa tay lên bụng nó vỗ vỗ, nói với hai người, nào, sờ thử xem. Dương Quan Quan và Hoàng Sung hai người tới gần, con hổ lập tức nhe răng trợn mắt. Trải qua lần rèn luyện bên vách núi lần trước lá gan của Dương Quan Quan, ngược lại lớn hơn không ít, đưa tay trực tiếp sờ soạng qua. Con hổ cũng chỉ hơi nhe răng, sau đó, rất hưởng thụ mà híp híp mắt, không hề phô trương sức mạnh. Sau khi Dương Quan Quan sờ đến bụng con hổ này, cảm thấy mềm mại, thật sự là thoải mái, tiếp theo, liền cảm nhận được nội tạng của nó nhúc nhích, theo hơi thở của nó, truyền đến một loại cảm giác chấn động. Đối với bản chất của công phu, nhất định phải nắm giữ kỹ xảo hổ báo lôi em mờ. Ở Hoa Quốc, không có cơ hội cho các ngươi tiếp xúc với hổ thực sự. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Hoàng Sung cũng lấy can đảm sờ lên, cẩn thận cảm nhận nội tạng của con hổ lớn này nhúc nhích. Với mỗi hơi thở của con hổ, nội tạng lần lượt nhúc nhích, rung động truyền đến cũng dần dần mãnh liệt, đặt tai nghe kỹ qua, giống như thật sự là có tiếng sấm sét. Chơi với loại mèo lớn này thật vui. Dương Quan Quan lá gan không nhỏ, trực tiếp hai tay sờ lên, ở trên người con hổ vuốt ve khắp nơi. Con hổ này cũng rất hưởng thụ, lười biếng nằm trên mặt đất để cô ấy vuốt ve. Sau khi để cho bọn họ trải nghiệm một phen, Tề Đẳng Nhàn vỗ vỗ đầu hổ, ý bảo nó đứng lên rời đi. Khi công phu luyện tới trình độ cao, mỗi một quyền, chính là lực cùng khí hợp lại, khí kết hợp với ý. Muốn dung hợp khí và lực vào một chỗ mấu chốt, đó chính là khí huyết. Một cao thủ về đan kình vận chuyển khí huyết của bản thân, toàn lực vừa bắn ra, liền như một viên đại bác. Cái gì khống chế khí huyết? Tất nhiên chính là nội tạng. Tâm can tỷ phế thận, mỗi một cơ quan nội tạng đều liên quan mật thiết đến khí huyết. Thận yếu, thì khí huyết hư, tỷ yếu, thì khí huyết hàn, tâm yếu, thì khí huyết yếu. Hổ báo lôi em mờ. Chính là phương pháp quan trọng để rèn luyện nội tạng, tăng cường khí huyết, khi các ngươi một quyền đánh ra, có thể điều động được 5 cơ quan nội tạng này, liền có thể nói là cao thủ chân chính. Tề Đẳng Nhàn đứng tại chỗ, bỗng nhiên một quyền đánh vào một gốc cây đại thụ, hai người chợt nghe thấy trong cơ thể hắn truyền đến tiếng khí huyết cuồn cuộn, giống như tiếng sông lớn cuồn cuộn dâng trào,
nội tạng mơ hồ có tiếng vù vù, giống hệt cảm giác lúc con hổ kia hô hấp. Một gốc cây đại thụ phải giang hai tay mới có thể miễn cưỡng ôm lấy, thân cây lại bị một quyền của hắn đánh thủng tạo thành một cái lỗ. Hôm nay là bài học cuối cùng ở U Đô, sáng sớm ngày mai, chúng ta khởi hành. Tề Đẳng Nhàn nói xong lời này, tiêu sái rời đi, hơi có chút phong thái của một vị đại sư. Tề Đẳng Nhàn để thời gian cho bản thân hai người bọn họ tiêu hóa nó, sau khi trở về tới nhà tù, liền trực tiếp đến tìm bố Tề Bất Ngữ. Tề Bất Ngữ ra dấu tay với Tề Đẳng Nhàn, ý là thiên phú của Dương Quan Quan rất tốt, đáng được bồi dưỡng. Tề Đẳng Nhàn nói, đương nhiên rồi, cũng không nhìn xem là ai chọn đồ đệ a. Tề Bất Ngữ cười, đem hai ngón cái đan lại với nhau. Tề Đẳng Nhàn cười nói, vậy nhất định phải cưới về nhà làm vợ a, nếu không không phải là giúp người khác bồi dưỡng sao? Tề Bất Ngữ lại nhíu mày chỉ dây lưng Hermes trên lưng mình, ông khẽ lắc đầu, như thể là đang ám chỉ đến Lý Vân Uyển người đã tặng quà cho ông. Con muốn tất cả. Tề Đẳng Nhàn giơ tay phải về phía ông, chậm rãi nắm chặt. Khóe miệng Tề Bất Ngữ giật giật, sau đó nhìn Tề Đẳng Nhàn giơ một ngón tay cái, cảm thấy đứa con trai này của mình thật sự lợi hại. Hai cha con ngồi trong văn phòng hàn huyên thật lâu, nói rất nhiều chuyện. Con biết rồi, ổn định và đừng làm việc nhiều. Tề Đẳng Nhàn đứng dậy, nhìn thấy cử chỉ nghiêm túc của bố mình, không khỏi cười nói. Tề Bất Ngữ khẽ gật đầu. Sau đó nhẹ nhàng phất phất tay, bảo hắn rời đi. Qua một năm ở nhà tù U Đô, Dương Quan Quan bỗng nhiên có chút luyến tiếc khi rời khỏi nơi này. Những tên phạm nhân hung ác, ác danh ngập trời kia, trong mắt cô ấy bây giờ xem ra, cũng không khiến người khác cảm thấy chán ghét như vậy, có mấy người còn rất hài hước, người cũng rất tốt. Kỷ niệm của cô ấy, là ở nhà tù U Đô một lòng luyện võ, có thể tâm không tạp niệm, không cần quan tâm bất cứ điều gì khác. Bởi vì nơi này, thật giống như một thiên đường nhỏ bị phong tỏa, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Mấy ngày nay, ngoại trừ thỉnh thoảng lo lắng Tề Đẳng Nhàn vượt qua ranh giới bắt nạt cô ấy, ngoài việc đó ra không còn bất kỳ phiền muộn nào cả. Mặc dù là bị đánh cho mặt mũi bầm dập, khóc cha gọi mẹ, nhưng mỗi ngày đều đang tiến bộ, loại cảm giác nhìn thấy bản thân từng ngày trở nên mạnh mẽ, thật sự quá tuyệt vời. Bây giờ, cuối cùng đã đến lúc phải rời đi. Trong lòng cô ấy nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng không biết lần sau còn có cơ hội trở lại hay không. Ranh giới phân biệt rõ ràng kia, lại khiến cô ấy mơ hồ cảm thấy buồn cười và ấm áp. Cô ấy thậm chí còn nghĩ, đêm hôm đó nếu không hô lên tiếng đừng kia, sẽ là tình cảnh như thế nào đây? Tề Bất Ngữ tự mình lái xe đưa ba người đến thị trấn nhỏ, khẽ gật đầu với Tề Đẳng Nhàn, sau đó lại đưa tay chỉ Dương Quan Quan, nhẹ nhàng cười. Chú Tề bảo trọng, có thời gian chúng cháu sẽ về thăm chú. Dương Quan Quan phất tay nói. Sư gia bảo trọng a, Hoàng Sung cũng không thể không hạ thấp địa vị, bộ dạng ủy khuất. Tề Đẳng Nhàn nói, ý của bố tôi là tôi phải quý trọng và chăm sóc cô thật tối. Mặt Dương Quan Quan đỏ bừng, cả giận nói bậy bạ gì đó. Sau đó, cô ấy cảm thấy bản thân ở trước mặt trưởng bối nói như vậy, khó tránh khỏi không lễ phép. Lại cười nói, anh đương nhiên phải quý trọng tôi rồi, dù sao, tôi cũng là một thư ký tốt như vậy, đốt đèn lồng cũng tìm không thấy đâu. Tề Bất Ngữ cười cười, lái xe rời đi. Bây giờ tôi thấy có gì đó không giống. Hoàng Sung nhìn chiếc Jeep cũ kỹ kia đã đi xa, không khỏi nghiêm túc nói. Cái gì không giống? Dương Quan Quan hỏi. Sư gia là đây là chân nhân bất lộ tướng, sau này nếu phải rời khỏi nhà tù U Đô. Tôi đoán chừng, đó chừng nhất định sẽ nổi sóng lớn. Hoàng Sung vẻ mặt nghiêm túc nói, tâm hồn của hổ, gai góc như hoa hồng. Làm sao vậy, đọc tiểu thuyết nhiều quá à? Mau cút đi mua vé đi. Tề Đẳng Nhàn một cước đá vào mông của Hoàng Sung, suýt nữa đá anh ngã. Một màn này, Dương Quan Quan cười thích thú. Tuy nhiên, bây giờ cô ấy cũng cảm thấy như vậy, lúc trước nhìn thấy Tề Bất Ngữ. Chỉ cảm thấy ông giống một thư sinh nho nhã yếu đuối. Nhưng hiện tại trình độ đã có tiến bộ, chăm chú đánh giá, lại phát hiện người đàn ông này, giống như một con sư tử đang ngủ say, đang chờ đợi thời cơ, một khi tỉnh lại, đó chính là trị vì thiên hạ. Cô ấy mơ hồ cảm giác được, trong lồng ngực Tề Bất Ngữ tựa hồ cất giấu một ngọn lửa đang cháy rực.
Ngọn lửa này, phảng phất đủ để nổ tung một tòa thành thị. Ba người trở về thành phố Trung Hải cũng giống như lúc mới tới đây, thuận buồm xuôi gió, máy bay an toàn đáp xuống sân bay. Hướng Đông Tình đã chờ ở cửa sân bay, hai tay đút trong áo khoác, trên mặt đeo kính râm, một dáng vẻ mỹ nhân cao lãnh, người chung quanh nhìn, còn tưởng rằng là một đại minh tinh nào đó. Hướng Tổng. Đối mặt với người phụ nữ mang khí chất mạnh mẽ như Hướng Đông Tình, Dương Quan Quan và Hoàng Di không dám thô lỗ, vội vàng chào hỏi. Hướng Đông Tình cũng chỉ khẽ gật đầu, bảo ba người lên xe. Hướng Đông Tình muốn tìm đủ thời gian bàn bạc chuyện của công ty dược phẩm, hiện tại công ty dược phẩm đã chính thức thành lập, được mệnh danh là công ty hữu hạn Đông Hải Dược Phẩm Thiên Lai. Trên tên công ty muốn thêm tiền tố Đông Hải đương nhiên là bởi vì muốn thể hiện đây là doanh nghiệp bản địa, đồng thời cũng bao hàm dã tâm muốn mở rộng chuyện làm ăn khắp toàn tỉnh của Hướng Đông Tình. Tỉnh Đông Hải thiếu doanh nghiệp dược phẩm bản địa, phần lớn đều là đến từ bên ngoài, điều này đối chính phủ bản địa mà nói có vẻ có chút bất lợi. Tề Đảng Nhàn có chút bất đắc dĩ, Hướng Đông Tình đặt tên công ty là Thiên Lai chính là bởi vì hắn. Hiển nhiên cũng giống như thành lập tự nhiên, tổ chức toàn bộ thành viên công ty, sau đó ném tất cả cho hắn vận hành, để hắn quản lý. Dương Quan Quan nhìn thấy biểu cảm kia của Tề Đảng Nhàn đã muốn cho hắn hai cái gậy gộc, chưa từng thấy loại người được lợi lộc còn khoe mẽ như thế này, doanh nghiệp thuốc này nếu như vận hành tốt thì chính là nguồn tiền mặt khổng lồ đấy. Nghiệp vụ đầu tiên chúng ta muốn bàn bạc chính là bệnh viện tỉnh Đông Hải. Hướng Đông Tình chở ba người bọn họ đến công ty tập đoàn Hướng Thị đang đầu tư vào một tòa nhà ở gần ngoại ô. Khóe miệng Tề Đảng Nhàn co giật, cảm thấy Hướng Đông Tình thật sự rất mạnh mẽ vang dội, thời điểm chuẩn bị thành lập công ty này cũng không tiết lộ với người khác, trực tiếp tự thân vận động, chờ hắn trở về ăn Tết thì công ty cũng đã thành lập. Lý Vân Uyển cũng ở công ty. Sau khi nhìn thấy Tề Đảng Nhàn, khóe miệng cong cong, nói, bệnh viện tỉnh Đông Hải là trận chiến đầu tiên của chúng ta, chuẩn bị nổ súng thôi nào. Nếu nắm chắc được thì mọi chuyện kế tiếp cũng sẽ suôn sẻ. Tề Đảng Nhàn gật gật đầu, suy tư nói, nếu doanh nghiệp dược của chúng ta là bản địa, vậy chắc là chính phủ tỉnh sẽ ủng hộ đúng không? Đúng vậy, đàm phán giữa tôi và người của chính phủ cũng không chênh lệch nhiều lắm. Hơn nữa, dược phẩm cũng đều do các nhà máy lớn cung cấp, chỉ chờ ký được hợp đồng là sẽ tiến hành vận chuyển. Lý Vân Uyển đắc ý nói. Trong khoảng thời gian này, cô ta đều bận rộn với sự nghiệp ngành dược của mình, cho dù là Tết thì chân cũng gần như không chạm đất, hầu hết đều nói chuyện với các nhà máy lớn. Tề Đảng Nhàn lắc đầu nói, trận chiến đầu tiên của chúng ta không phải đánh vào bệnh viện tỉnh Đông Hải, mà là phòng khám Mai La. Phòng khám. Lý Vân Uyển lập tức trợn mắt há hốc mồm, không phải là anh bị sốt đấy chứ? Dương Quan Quan nhíu mày nói, có phải ý anh là phòng khám Mayo không? Đó là bệnh viện tư nhân đứng đầu nước Mỹ, nổi tiếng khắp thế giới, chúng ta làm ăn cũng không thể làm đến bên kia bờ đại dương đâu. Hướng Đông Tình thản nhiên nói, mấy người nhầm rồi, ý của Tề Tổng là chiếm phòng khám Mai La ở Trung Hải. Lý Vân Uyển nói, phòng khám Mai La này có lai lịch như thế nào? Nếu như tôi đoán không sai, người đăng ký phòng khám Mai La, Vinogradov, có quan hệ với anh đúng không? Hơn nữa, sau lưng phòng khám Mai La này còn có Nam Dương Trần Thị rót vốn. Hướng Đông Tình nhìn về phía Tề Đảng Nhàn, nói. Lý Vân Uyển nói, sao tôi không nghe thấy một chút động tĩnh nào vậy? Hướng Đông Tình nói, cô không nghe đến cũng rất bình thường, phòng khám Mai La thành lập tương đối khiêm tốn. Bởi vì toàn bộ dụng cụ chữa bệnh của bọn họ đều đến từ Bệnh viện Trung ương Đế Đô Tuyết Quốc Thiên Đỉnh Cách Lạc. Theo tin tức mà tôi nhận được, dụng cụ y tế của Bệnh viện Trung ương Tuyết Quốc Thiên Đỉnh Cách Lạc, giá trị bán ra có thể lên đến 5 tỷ đô la Mỹ. Kết quả, lại bị một trưởng phòng nhỏ bé của chính phủ bán toàn bộ với giá 6.000 đô la Mỹ. Mà người mua số dụng cụ y tế này, không ai khác chính là đầu sỏ của Tuyết Quốc Vinogradov. Trong lúc nói chuyện, Hướng Đông Tình liếc mắt nhìn Tề Đảng Nhàn. 5 tỷ dụng cụ của Bệnh viện Trung ương Thiên Đỉnh Cách Lạc bị bán lấy 6.000 tiền mặt sao? Tuyết Quốc này, thật đúng là nát bét mà. Lý Vân Uyển nhìn không được líu lưỡi nói. Hướng Đông Tình nhìn Tề Đảng Nhàn nói, sở dĩ Vinogradov chơi từ ra một tay, đại khái là do anh ở sau lưng thúc đẩy tiếp xúc giữa Trần Gia và bọn họ, sau đó cùng nhau đào chuyên gia từ phòng khám Mayo của nước Mỹ,
thành lập cái phòng khám Mai La này đúng không? Dụng cụ chữa bệnh trị giá 5 tỷ đô la Mỹ này vận chuyển từ Tuyết Quốc tới, có sự ảnh hưởng của Nam Dương ở Hoa Quốc hỗ trợ đẩy giúp một tay cũng dễ dàng như ăn bánh. Thượng tầng Hoa Quốc chúng ta hơn phân nửa cũng là mở một mắt nhắm một mắt. Tề Đảng Nhàn không ngờ Hướng Đông Tình lại lợi hại như vậy, một số thao tác trong bóng tối của mình đều bị cô ta nhìn thấu rõ ràng. Lý Vân Uyển u oán nói, anh thật đúng là giấu rất sâu, không phải là âm thầm liên hệ với Trần Ngư làm chuyện này đấy chứ. Tề Đảng Nhàn ho khan hai tiếng, thật sự là cô ta nói đúng rồi, lần trước Lý Vân Uyển nhắc tới chuyện thành lập doanh nghiệp thuốc khiến cho Trần Ngư rất phấn khích. Lại trùng hợp Vinogradov phét sạch Bệnh viện Trung ương Tuyết Quốc, vì thế Tề Đảng Nhàn liền giật dây bắc cầu, để hai người liên hợp, trực tiếp xây một bệnh viện ở thành phố Trung Hải. Dù sao, xây một bệnh viện lớn cũng kiếm được nhiều tiền hơn so với làm doanh nghiệp dược. Hai đại đầu sỏ này liên thủ, dụng cụ chữa bệnh lại có sẵn, lập tức cảm thấy rất khả thi liền bỏ ra giá cao đào chuyên gia nổi tiếng từ Mỹ. Phòng khám Mai La lặng lẽ thành lập dưới tình huống như vậy, bây giờ còn không khoa trương danh tiếng, cực kỳ khiêm tốn, nhưng lại khiến toàn bộ giới y học Hoa Quốc như muốn nổ tung. Bởi vì mấy chuyên gia cấp quốc gia của phòng khám Mayo nước Mỹ đều bị đào đến Hoa Quốc, những chuyên gia này rất có danh tiếng với tầm mắt quốc tế, tùy ý cho ra một cái luận văn cũng đều có thể tạo thành một phen chấn động. Hiện tại không biết có bao nhiêu bệnh viện muốn hợp tác quan hệ cùng phòng khám Mai La, đến lúc đó hội chẩn, lập hội giao lưu gì đó cũng có thể nhanh chân đến trước, hay nói trắng ra là bắt quàng làm họ. Kỹ thuật y học của Hoa Quốc, so với các quốc gia phát triển như nước Mỹ, kiệt bành thì đại khái lạc hậu hơn 2, 30 năm. Ai mà không muốn giao lưu với mấy người châu bò, học thêm một chút kỹ thuật chứ? Cho dù là nhân vật lớn mặt như quốc y Tôn Thanh Huyền cũng rất nguyện ý vào phòng khám Mai La giao lưu trao đổi cùng những chuyên gia kia. Vậy giải quyết phòng khám Mai La trước đi, Tề Tổng, chuyện này giao cho anh. Hướng Đông Tình nhẹ nhàng nói. Được thôi, Tề Đảng Nhàn cũng lười nói thêm gì. Mấu chốt là Hướng Đông Tình đủ ý tứ, thành lập dược phẩm Thiên Lai trực tiếp chia 49% cổ phần cho hắn, mặt khác 51% còn lại Hướng Đông Tình tự mình nắm giữ. Mấy hoạt động, phương châm xác định sách lược cơ bản của công ty Tề Đảng Nhàn không tham dự cái nào, đều là Lý Vân Uyển và Hướng Đông Tình tham gia. Sau đó, hắn thấy một vài người trong công ty, đều là những gương mặt quen thuộc, từng cái nhìn đến hắn đều cực kỳ tôn kính. Thanh danh của Tề Đảng Nhàn tại tập đoàn Hướng Thị đã không kém Hướng Đông Tình là bao, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng hai người này chắc chắn là có liên quan đến nhau, nếu không tại sao Tề Đảng Nhàn lại bỏ ra 500 triệu đô la Mỹ để giúp tập đoàn Hướng Thị. Sau khi Tề Đảng Nhàn họp xong, một cú điện thoại lập tức quyết định ký hợp đồng hạng mục công việc với phòng khám Mai La, dù sao lão Duy đầu có thể mở bệnh viện này ở Trung Hải, công lớn chính là ở hắn. Nếu không, những dụng cụ kia không có khả năng qua mặt được hải quan. Giải quyết xong việc này, mục tiêu kế tiếp chính là bệnh viện tỉnh, Tề Đảng Nhàn trực tiếp phái Dương Quan Quan đi làm chuyện này. Kết quả, ngày hôm sau Dương Quan Quan đen mặt trở về, hợp đồng thông qua, nhưng thuốc có chút ghê người, tất cả đều là oxy già, fluconazole, thuốc khử trùng linh tinh, các loại dược phẩm lợi nhuận thấp. Khi Tề Đảng Nhàn nhìn thấy bản hợp đồng mà Dương Quan Quan lấy về hắn cảm thấy cực kỳ tức giận, con mẹ nó đã nói là chính sách hỗ trợ của tỉnh, thế mà bệnh viện tỉnh lại chỉ cho đơn hàng như vậy. Cô làm việc kiểu gì vậy, đem hợp đồng như thế về đây, cô không sợ người khác cười vào mặt tôi à? Tề Đảng Nhàn nhíu mày hỏi, giọng điệu vô cùng khó chịu. Tề Tổng, tôi cũng không có cách nào khác, bọn họ nói chỉ có thể cho những đơn đặt hàng này. Dương Quan Quan bất đắc dĩ cười khổ. Tề Đảng Nhàn hỏi, cái gì gọi là chỉ có thể cho những đơn đặt hàng này? Xảy ra chuyện gì rồi? Dương Quan Quan liền nói, bọn họ nói là họ có con đường nhập hàng của riêng mình, chúng ta tới chậm một bước nên không tới lượt chúng ta. Những thuốc này, đều là do bên trên tỉnh ký phát xuống. Tề Đảng Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười, hắn vỗ vỗ bàn thầm nghĩ, bệnh viện tỉnh Đông Hải này thật sự là loạn rồi. Không muốn hợp tác thì không hợp tác thôi, sao còn làm ra chút thuốc như vậy để khiến người khác ghê tởm, đúng thật là thiếu đòn mà. Lý Vân Uyển cũng nhíu mày liên tục, cô ta nói, rõ ràng lúc trước đã thảo luận với nhau xong rồi mà, sao bây giờ lại không giữ chữ lời.
Dương Quan Quan nói, tôi cũng không biết, nhưng tôi cảm thấy thái độ của viện trưởng bọn họ hình như không được thích hợp cho lắm. Lý Vân Uyển nói, cô không đắc tội với người ta đấy chứ. Vân Uyển, cô nói cái gì vậy, chẳng lẽ tôi đã làm việc lâu như vậy rồi mà đến cái đạo lý đối nhân xử thế cơ bản như thế cũng không hiểu sao? Được rồi, Lý Vân Uyển cười cười, trong lòng cũng cảm thấy kỳ lạ. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, đơn giản thôi, chúng ta cứ đến thẳng bệnh viện tỉnh mà hỏi không phải sẽ biết rõ hơn sao, tôi cũng muốn xem bọn họ sẽ giải thích như thế nào. Rõ ràng tỉnh đã cho chính sách hỗ trợ, cũng để bệnh viện địa phương nhập hàng từ dược phẩm Thiên Lai, kết quả đến lúc ký hợp đồng lại chỉ cho một đống sản phẩm thuốc lợi nhuận thấp, điều này rõ ràng là không đúng. Giống như dung dịch oxy già, chất khử trùng, mấy loại thuốc có thể mua ở bất kỳ tiệm thuốc ven đường nào, một chai có lẽ cũng chỉ thu lợi được mấy đồng mà thôi. Đơn thuốc có giá cả cao một chút, kiếm được lợi hơi lớn một chút thì không thấy bóng dáng đâu cả. Dược phẩm Thiên Lai nếu chỉ dựa vào những sản phẩm có giá thấp này để kiếm được lợi nhuận, thì không bằng cứ trực tiếp đóng cửa luôn cho rồi, chút lợi nhuận ít ỏi này muốn duy trì hoạt động của cửa hàng cũng không đủ. Tề Đẳng Nhàn lập tức dẫn Dương Quan Quan và Lý Vân Uyển đến bệnh viện tỉnh, đi thẳng vào phòng của viện trưởng. Viện trưởng Hồ Đức cũng không phải là loại người dễ bị bắt nạt, ông ta cho ba người đứng thành một hàng rồi bày ra vẻ mặt tươi cười. Viện trưởng Hồ, công ty dược phẩm Thiên Lai của chúng tôi vừa mới thành lập, tỉnh cũng đã chào hỏi qua với mấy người, nhưng vì sao lần nhập hàng lần này lại chỉ nhập những thứ này? Tề Tổng à, tôi cũng là không có cách nào khác. Những đơn hàng này của mấy người cũng phải kiên trì lắm mới giữ lại được đó. Hồ Đức uống nước trà, mỉm cười nói. Xem ra lời nói của người trên tình hình như không có tác dụng gì cả, vậy là viện trưởng Hồ không muốn cho tên này chút mặt mũi rồi. Hồ Đức bình tĩnh nói, Tề Tổng không cần phải lấy người trong tỉnh ra để dọa tôi đâu, cái này không có tác dụng gì đối với tôi cả. Tôi đã đảm nhiệm viện trưởng y tế tỉnh 20 năm, hoạt động y tế của tỉnh là do tôi quyết định. Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn nhếch lên, cái lão già thích cậy già lên mặt này, đúng là rất trâu bò. Viện trưởng Hồ, người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám, ông cho tôi những đơn đặt hàng có lợi nhuận quá thấp thế này sẽ khiến hoạt động bình thường của công ty gặp khó khăn. Tôi cũng không muốn đi làm phiền lãnh đạo tỉnh, anh xem có thể cho chúng tôi thêm chút gì đó hay không? Ví dụ như, thử bán mấy loại thuốc theo đơn. Tề Đẳng Nhàn khoanh hai tay trước ngực. Mở miệng dò hỏi. Hồ Đức lắc đầu ngay lập tức, ông ta nói, Tề Tổng, bệnh viện chúng tôi có con đường nhập hàng riêng, cho các người những thứ thuốc này cũng đã là hết khả năng của tôi rồi, cũng đủ để cho lãnh đạo tỉnh mặt mũi rồi. Nhưng mà, anh cũng đã tự mình tìm tới cửa, tôi cũng không tiện từ chối trực tiếp. Như thế này được không, để thư ký Dương này ở lại đây với tôi, đơn đặt hàng của hai loại thuốc này cho các anh. Khi Hồ Đức nói những lời này, ông ta đang cười với Dương Quan Quan. Dương Quan Quan muốn phát điên tại chỗ, sắc mặt cô ta trầm xuống, nói, viện trưởng Hồ, ông chưa nghĩ kỹ đã mở miệng nói rồi đúng không? Hay là ông đang muốn chơi chúng tôi? Sắc mặt của Tề Đẳng Nhàn cũng đen đi một chút, Dương Quan Quan là quả táo đỏ ngon miệng mà hắn luôn nhẫn nhịn không dám động vào, hắn coi cô ta là người của mình, nếu có người dám có ý nghĩ xấu với cô ta. Nhất định hắn sẽ trả đũa người đó. Lý Vân Uyển cũng cảm thấy Hồ Đức rất không tôn trọng người khác, đưa ra yêu cầu quá phận như vậy đã không nói, thậm chí còn chỉ cho hai loại thuốc ít được chú ý trong đơn thuốc đặt hàng. Các người còn muốn nói gì nữa thì nói đi, không muốn nói thì cút. Hồ Đức lạnh lùng nói. Dương Quan Quan cười lạnh, nói, lão già kia, tôi sợ ông bây giờ có lẽ cũng không cứng nổi nữa, thế mà còn muốn chơi gái à? Lý Vân Uyển nghe được lời này của Dương Quan Quan thì lắp bắp kinh hãi, cô ta chưa từng nghĩ tới lời nói của cô ta cũng có thể kiên cường như vậy, đấy không phải phong cách trước kia của cô ta. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, tôi cũng biết ông căn bản không muốn nói đến chuyện này, ông chỉ đang cố ý làm nhục chúng tôi. Hồ Đức giang hai tay ra, nói, ồ, đúng rồi, tôi chính là đang sỉ nhục các người. Sau khi nói xong, ông ta đứng dậy. Cười lạnh nói, cho mấy người nước oxy già và mấy loại đơn đặt hàng đó là đã đủ ý tứ lắm rồi, còn không biết thỏa mãn, lại còn tới cửa tìm tôi. Cho rằng trong tỉnh có kẻ giúp các người nói chuyện là rất trâu bò đúng không? Vậy ngại quá, tôi không nuốt nổi. Hiện tại,
ngay cả những đơn hàng lợi nhuận thấp kia ông đây còn không muốn cho các người, từ đâu tới thì cút về nơi đó được rồi đất. Dương Quan Quan xắn tay áo lên, muốn tát lão già này hai cái. Lại bị Tề Đẳng Nhàn đưa tay ngăn lại, điều này làm cho Lý Vân Uyển khiếp sợ. Bình thường không phải đều là Tề Đẳng Nhàn nổi trận lôi đình muốn đánh người, sau đó cô ta và Dương Quan Quan cùng ngăn cản sao? Lúc này, ngược lại là Dương Quan Quan muốn đánh người. Tốt, chỉ hy vọng lão già như ông có thể một mực kiên cường như vậy, không khéo sau này lại chính mình tự đánh mặt của mình, tới khóc lóc cho chúng tôi đơn đặt hàng. Tề Đẳng Nhàn ngòi cười nhưng trong không cưới nói. Các người thì tính là gì chứ? Thật sự cho rằng mình có chút tiền là muốn làm gì thì làm sao? Tôi nói cho các người biết, mấy cái thứ ấy không thể thành thật được đâu. Đừng nói là đơn của viện tỉnh, cho dù là đơn hàng của bệnh viện thành phố Trung Hải các người cũng đừng hòng lấy được. Hồ Đức mở miệng ra chửi, không hề khách khí mà mở cửa ra, tiễn bọn họ ra về. Dương Quan Quan thấp giọng nói, không dạy dỗ lão ta một chút sao? Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, không cần thiết, đi thôi. Dương Quan Quan khó chịu nói, người bị nhục nhã không phải là anh. Tề Đẳng Nhàn hung hăng trừng mắt nhìn cô ta một cái, làm cô ta câm miệng. Lý Vân Uyển nhìn không được buồn cười nói, Quan Quan, tính tình của cô bây giờ lớn hơn trước kia nhiều rồi, hình như tôi chưa từng thấy cô như vậy. Dương Quan Quan nói, cách làm người của hắn thật sự khiến cho người ta cảm thấy giận chết mà, tôi chỉ là không thể nhịn được nữa mà thôi. Sau khi ba người rời đi, Hồ Đức lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc điện thoại. Phác Tổng, đúng vậy, người đã bị tôi đuổi đi rồi, tôi còn sỉ nhục bọn họ một trận. Ha ha ha, đây chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Đương nhiên, sản phẩm thuốc của bệnh viện chúng tôi tuyệt đối đều được nhập từ dược phẩm thượng thiện mà ngài thành lập. Hồ Đức vừa cười vừa nói chuyện vui vẻ với Phác Tinh Thiện ở đầu dây bên kia. Hề Đức nói, cái tên họ Tề này đúng thật là một người ngu xuẩn, đắc tội ai không đắc tội, lại dám đắc tội với Phác Tổng. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp ngài bóp chết hắn. Khi ba người trở lại công ty, họ nhận được một tin xấu khác. Quản lý bộ phận nghiệp vụ trở về báo cáo, nói là bệnh viện thành phố Trung Hải cũng không thể đàm phán thành công, thái độ của đối phương rất lạnh lùng, không muốn tiến hành bàn bạc với dược phẩm Thiên Lai. Lý Vân Uyển hơi đen mặt lại rồi nói, những bệnh viện này đều ăn gan hùm mật báo sao? Ngay cả lời nói của bên tỉnh cũng không nghe, còn dám từ chối chúng ta nữa. Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn ngược lại rất bình tĩnh, nói, một lát nữa sẽ có tin tức cụ thể, cô cứ chờ đi. Không lâu sau đó có tin tức báo rằng từ tỉnh Trung Hải, hầu hết các bệnh viện lớn này đều đã ký hợp đồng với một công ty dược phẩm tên là Dược phẩm Thượng Tinh. Mà bên tư bản của Dược phẩm Thượng Tinh là Tài Phiệt Thượng Tinh, do một tay Park Sung Shin đầu tư. Thì ra là anh ta. Sau khi Tề Đẳng Nhàn biết được tin tức thì cười lạnh bất đắc dĩ lắc đầu. Người của Tài Phiệt Thượng Tinh ư, anh đắc tội với anh ta à? Lý Vân Uyển liếc nhìn Tề Đẳng Nhàn và hỏi. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhã gật đầu nói, lần trước gọi người đánh một trận, thế là gây thù, bây giờ anh ta đang cố ý nhắm vào công ty của chúng ta đúng không? Lý Vân Uyển cau mày nói, danh tiếng của Tài Phiệt Thượng Tinh thật đáng kinh ngạc, và Park Sung Shin này là một khách nước ngoài quan trọng của tỉnh Trung Hải. Anh ta đã thành lập một công ty dược phẩm để chống lại chúng ta. Chúng ta thực sự sẽ rất đau đầu đây. Quầy hàng của Hướng Đông tỉnh quá lớn, nếu dược phẩm Thiên Lai không thể hoạt động nhất định sẽ lỗ một khoản tiền lớn. Số tiền này tuy có thể mất, nhưng cũng quá sót phí rồi, không ai muốn nhìn thấy cảnh xuất sư chưa thành công đã chết này cả. Tề Tổng, tin tốt duy nhất hiện giờ là chúng ta đã ký hợp đồng cung cấp với Bệnh viện huyện Thanh Hà. Tuy nhiên, Bệnh viện huyện dù lớn đến đâu cũng chỉ có thể tồn tại được một tháng, ít tiền như vậy còn lâu mới đủ. Bệnh viện huyện khác cũng có người đang chạy, không biết kết quả thế nào. Tuy nhiên nếu đối phương cố ý nhằm vào chúng ta, hơn nữa còn có viện trưởng tỉnh Hồ Đức gây rối nữa, e rằng sẽ rất khó. Sau khi chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng có được một tin tốt là đã ký hợp đồng với Bệnh viện huyện Thanh Hà, sau khi ký hợp đồng, các loại thuốc trong đó cũng tốt, có rất nhiều chỗ để kiếm lời. Nhưng Hướng Đông tỉnh đã bỏ ra nhiều tiền như vậy để thành lập một công ty dược phẩm, một hợp đồng với Bệnh viện huyện làm sao có thể đủ ăn. Tề Đẳng Nhàn cười cười,
bảo mọi người đừng hoảng sợ, rồi nhờ Lý Vân Huyền đưa hắn đến Cục Quản lý Dược phẩm. Sau khi gặp lãnh đạo Cục Quản lý Dược phẩm, họ đã trực tiếp giải thích ý định của mình. Tề Tổng, Lý Tổng, không phải là chúng tôi không muốn giúp, mà là Dược phẩm Thượng Tinh đã nhúng tay vào nên chúng tôi không thể đưa ra chỉ tiêu giúp các người được. Dù sao cũng là thương nhân nước ngoài, đứng sau là tài phiệt Thượng Tinh, giá một số loại thuốc nhập khẩu đã bị họ hạ xuống, đây là một lợi thế lớn. Hơn nữa, Park Sung Shin hiện đang đầu tư vào Đông Hải, nếu thực sự muốn gây sự với anh ta thì tôi không thể chịu trách nhiệm được. Sau khi lãnh đạo biết về tình hình thì cũng chỉ biết cười khổ. Tỉnh nói muốn hỗ trợ các công ty dược phẩm địa phương tiếp quản nguồn cung cho các bệnh viện lớn, nhưng hiện nay có công ty dược phẩm Thượng Tinh tới, là tài phiệt Thượng Tinh đầu tư vào, thì bọn họ có thể làm sao bây giờ? Nếu là những người khác dám đối nghịch như vậy, vậy thì một tát ấn chết là được rồi, nhưng người ta là đầu tư nước ngoài, hơn nữa, tài chính mà Park Sung Shin đem lại cho tỉnh Đông Hải cũng thực sự không ít, không thể đắc tội được. Còn một điểm nữa là gần đây có tin đồn rằng Dương Lệnh Quang câu kết với con trai mình là Dương Văn Khải quậy phá ở làng du lịch Đông Sơn, câu kết với các thế lực tà ác. Tề Đẳng Nhàn cười nói, chúng tôi sẽ không làm khó các người, chuyện này chính phủ không giúp được, vậy thì chúng tôi tự giải quyết là được rồi. Lý Vân Uyển lại hơi sốt ruột, có chướng ngại vật là dược phẩm Thượng Tinh ở đây, dược phẩm Thiên Lai gần như không thể giành được hợp đồng với các bệnh viện lớn. Những người ở Cục Quản lý Dược phẩm đều là người quen của Lý Vân Uyển, cô ta đích thân đến đây, nhưng lại được cho câu trả lời như vậy, có thể tưởng tượng được rằng họ cũng thật sự hết cách rồi. Đường do người làm ra, cô cũng không cần phải gấp gáp, cứ từ từ giải quyết là được. Tề Đẳng Nhàn vỗ đầu an ủi. Làm sao có thể không nóng vội chứ? Lý Vân Uyển trừng mắt nhìn, tâm trạng lúc này giống như kiến bò trên chảo nóng. Cô ta đã dành bao nhiêu thời gian vất vả để điều hành dược phẩm Thiên Lai, hiện tại nó chỉ mới bắt đầu đi vào hoạt động, lại xảy ra chuyện như vậy khiến cô ta cảm thấy công sức của mình trở nên vô ích. Hai người ra khỏi Cục Quản lý Dược phẩm và tình cờ gặp Park Sung Shin. Ha ha, đây không phải là anh Tề sao? Đã lâu không gặp, thật là trùng hợp. Park Sung Shin vừa nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì cười hì hì rồi bước tới gần. Tiểu Mộc Tử, lại gặp được cậu rồi. Tề Đẳng Nhàn nhìn Park Sung Shin, ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi. Park Sung Shin nghe được xưng hô này của hắn thì trong lòng khó chịu một trận, nhưng trên mặt vẫn cười híp mắt như cũ, nói, Tề Tổng, đây là công ty đưa vào hoạt động không được thuận lợi, nên mới chạy tới Cục Quản lý Dược phẩm tìm giải pháp sao? Tề Đẳng Nhàn không chút do dự nói, đúng vậy, công ty đầu tư nhiều vốn xây dựng như vậy mà lại không thể kiếm được một hợp đồng lớn, sao có thể không lo lắng chứ? Nhiều thuốc chất đống trong kho như vậy, đến lúc đó còn không mệt chết sao? Park Sung Shin không ngờ hắn lại thẳng thắn như vậy, vừa hơi kinh ngạc, mà trong nội tâm lại vừa vô cùng tự cao tự đại. Tên này trước kia điên đến mức không coi trời đất ra gì, thậm chí còn tìm tới Vinogradov kéo nhiều người đánh mình một trận, hiện nay lại bước đi gian nan trước từng thế chèn ép của mình. Nếu vẫn mãi không lấy được đơn đặt hàng lớn thích hợp, vậy thì sớm hay muộn dược phẩm Thiên Lai cũng chỉ có nước đóng cửa mà thôi. Vậy thì thật đúng là không vừa khéo mà, tôi vừa mới đầu tư vào dược phẩm Thượng Thiện, lấy được không ít đơn đặt hàng từ các bệnh viện lớn trên toàn bộ tỉnh Đông Hải đâu, cứ chờ cung cấp hàng sau đó kiếm cái bát đầy hứng tiền thôi. Lý Vân Uyển nghe lời này, tức giận đến mức muốn cạo hai lỗ tai cho cây gậy trước mắt này, con mẹ nó cũng quá ghê tởm rồi đấy. Dược phẩm Thượng Thiện hiển nhiên không có khả năng ôm đồm tất cả loại thuốc, bọn họ không có, Thiên Lai bên này có, nhưng bệnh viện người ta hết lần này tới lần khác không nhập hàng từ Thiên Lai mà lại tình nguyện nhập hàng từ xí nghiệp dược phẩm khác. Nếu như hai bên yên ổn phân chia thị trường, tất cả mọi người đều có thể kiếm tiền, nhưng dược phẩm Thượng Thiện hết lần này tới lần khác cứ muốn gây sự, cho dù bọn họ không có loại thuốc đó, thì cũng không cho phép bên bệnh viện nhập hàng từ dược phẩm Thiên Lai. Tề Đẳng Nhàn cười híp mắt nói, thật sao? Ghê gớm như vậy, có thể phân chút đơn đặt hàng cho chúng tôi làm hay không? Park Sung Shin ngẩn người, nhìn Tề Đẳng Nhàn giống như nhìn kẻ ngốc, con người có thể nói như vậy sao? Chẳng lẽ hắn không biết là mình cố ý làm khó hắn sao? Vậy mà còn liếm mặt để cho mình phân chút đơn đặt hàng cho hắn? Đương nhiên cũng không phải không thể. Tề Tổng, giữa chúng ta tuy rằng có chút hiểu lầm,
nhưng cũng không đến mức phải ồn ào đến như thế này. Bây giờ anh quỳ xuống với tôi, dập đầu ba cái, tôi sẽ lập tức thả lỏng dây thừng, để anh cũng có thể kiếm được tiền. Tôi nói lời giữ lời. Park Sung Shin vừa nhấc đầu lên, mặt đầy kiêu ngạo và nói, muốn cho Tề Đẳng Nhàn quỳ gối trước anh ta. Lý Vân Uyển tức giận nói, anh nói cái gì cơ? Phải quỳ xuống với anh à? Park Sung Shin nói, không sai, nếu như giám đốc Tề không muốn, vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn công ty dược phẩm bản thân mình mới thành lập từng bước phá sản lâu. Chỉ một bệnh viện mà thôi, sợ không đủ cho Tề Tổng anh nuôi sống toàn bộ công ty đúng không? Ha ha ha! Park Sung Shin cực kỳ đắc ý, cảm thấy mình đã ép Tề Đẳng Nhàn đến tình trạng này là một chuyện làm anh ta vô cùng vui sướng. Muốn lấy được thuốc đặc hiệu Triều Tiên với giá thấp của dược phẩm Thượng Thiện bọn họ, rất đơn giản, điều kiện thứ nhất đó là từ chối hợp tác với dược phẩm Thiên Lai. Đối mặt với Park Sung Shin đầy vẻ kiêu ngạo, Lý Vân Uyển chỉ có thể bất lực và tức giận. Không có cách nào khác, anh ta có cái hào quang là khách nước ngoài, anh ta không đập phá, không phóng hỏa, chỉ nói vài câu cợt nhả thôi, còn có thể đánh anh ta chắc. Phải biết rằng, lần cuối cùng Tề Đẳng Nhàn tìm xã hội đen tới đánh người chính là bởi vì hắn hoàn toàn không thể tự mình ra tay. Park Sung Shin nhìn Tề Đẳng Nhàn, mặt đầy vẻ khoe khoang, bây giờ tình thế mạnh hơn người, anh ta chiếm thế thượng phong, tất nhiên phải làm nhục đối thủ một phen. Thế nào, Hoa Quốc có một câu ngạn ngữ cổ, nói rằng một người đàn ông có thể co được duỗi được. Đến Hàn Tín cũng đã chịu nhục chui háng, hay là Tề Tổng đây còn lợi hại hơn cả Hàn Tín nhỉ? Quỳ xuống và khấu đầu với tôi, bàn tay tôi vung lên, ngay lập tức các người sẽ có rất nhiều đơn đặt hàng từ dược phẩm Thiên Lai. Park Sung Shin đắc thắng nói, mặc dù biết rằng Tề Đẳng Nhàn không đời nào quỳ xuống trước mặt anh ta, nhưng anh ta vẫn muốn nhục nhã hắn bằng lời nói. Park Tổng, làm người không nên quá khoa trương, nếu không gió lớn sẽ thổi tới đầu lưỡi đấy. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Ha ha ha, ngược lại tôi muốn xem. Gió thổi tới lưỡi tôi như thế nào? Park Sung Shin cười. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, vậy thì chúng ta sẽ so xem số lượng hàng hóa tháng này của ai tốt hơn, tiền đặt cược là 100 triệu, không biết cậu có dám cược không? Sắc mặt Park Sung Shin trở nên lạnh lùng, nói, Tề Tổng, cậu muốn cho tiền, tôi cũng không có ý kiến. Được rồi, tôi đánh cược với cậu, 100 triệu. Hai người chạm mặt ở ngay lối vào của Cục Quản lý Dược phẩm. Khiến cho rất nhiều người đến vây xem. Mọi người nghe nói Tề Đẳng Nhàn muốn đặt cược 100 triệu với Park Sung Shin, hơn nữa lấy lượng hàng hóa tháng này ra so sánh thì đều nghẹn họng nhìn. Bọn họ biết rằng Tề Đẳng Nhàn thật sự giàu có, nhưng giàu có thì có thể tiêu xài như vậy sao? Đây không phải là tặng không bên kia sao? Bây giờ, Dược phẩm Thượng Thiện đã ký hợp đồng với nhiều bệnh viện như vậy, còn Tề Đẳng Nhàn chỉ có một bệnh viện huyện, sao có thể so sánh được? Tề Tổng, bình tĩnh lại, tạm thời đừng manh động, lùi đầu là bờ. Một vị lãnh đạo Cục Quản lý Dược phẩm thấp giọng nói. Cô Lý, cô nên trấn an Tề Tổng, đừng để bị đối phương khiêu khích. Cá cược như vậy quá bất lợi, có người có quan hệ tốt thấp giọng nhắc nhở Lý Vân Uyển. Lý Vân Uyển cau mày, không can thiệp, vì cô ta rất tin tưởng vào Tề Đẳng Nhàn, thậm chí còn tin một cách ngu ngốc. Cô ta biết rằng nếu Tề Đẳng Nhàn có đủ tự tin để lên tiếng thì nhất định có thể xoay chuyển tình thế và tìm ra cách. Hiện tại, Park Sung Shin lợi dụng công ty dược phẩm Thượng Thiện trên tay mình để chặn đường đi của các bệnh viện lớn, nên Tề Đẳng Nhàn thật sự có rất ít cách để phá vỡ cục diện này. Trừ khi hắn có thể biến ra một lô thuốc theo toa đặc biệt mạnh hơn Triều Tiên và cung cấp chúng cho bệnh viện với giá thấp hơn, nếu không, đầu óc hỏng rồi mới có thể từ bỏ ưu thế hơn Thượng Thiện dược phẩm. Chắc chắn là thắng được tập đoàn Từ Thị một ván nên tự cao tự đại, trở nên ngông cuồng đây mà. Đúng vậy, dù sao Park Sung Shin cũng là người của tài phiệt Thượng Tinh, có con quái vật khổng lồ như vậy hỗ trợ thì muốn thắng cậu ta thật sự rất khó. Park Sung Shin nắm trong tay những loại thuốc nhập khẩu theo toa đặc biệt, lại có cái danh thương nhân nước ngoài, đã sớm có quan hệ tốt với mấy bệnh viện lớn, trong một tháng muốn xoay chuyển tình thế căn bản là không thể. Tôi nghĩ lần này Tề Tổng sẽ bị vả vào mặt. Người của Cục Quản lý Dược phẩm đều lắc đầu, họ biết rõ nhất sự khác biệt giữa công ty của hai người, cho nên không ai xem trọng Tề Đẳng Nhàn, tất cả họ đều nghĩ Tề Đẳng Nhàn mất trí rồi. Park Sung Shin cười nói,
mọi người hãy làm chứng cho chúng tôi đánh cược 100 triệu với Tề Tổng, so số lượng hàng hóa, doanh số tháng này. Tề Đảng Nhàn nói, làm chứng gì đó, không đáng tin cậy. Park Sung Shin nói, ồ, Tề muốn giở trò gì à? Chúng ta trực tiếp ký vào thỏa thuận cá cược đi. Tề Đảng Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười nói. Được, nếu cậu muốn tìm chết đến thế, vậy thì tôi sẽ thành toàn cho cậu. Park Sung Shin không nói hai lời lập tức đồng ý. Mọi người đều trợn mắt há mồm, nếu là thỏa thuận miệng thì Tề Đảng Nhàn có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nhưng nếu hắn thật sự ký vào thỏa thuận đánh cược thì sẽ không thể quay đầu lại được. 100 triệu đương nhiên không phải là nhiều đối với một công ty lớn như Dược phẩm Thiên Lai, nhưng chắc chắn cũng không phải là ít. Park Sung Shin không hề lo lắng rằng Tề Đảng Nhàn sẽ giở trò với anh ta, ngay cả khi hắn chạy đến tỉnh bên cạnh để tìm lối tắt thì cũng quá muộn rồi, chỉ riêng việc vận chuyển đã là một chi phí rất lớn và rắc rối rồi. Còn các bệnh viện địa phương của tỉnh Trung Hải, chỉ cần là ba cấp hàng đầu, hầu như đều giật dây bắt cầu với anh ta, có gì mà phải sợ thua chứ? Tháng này, tôi sẽ để Từ Ngạo Tuyết thấy rằng, cậu chẳng khác gì một thứ rác rưởi ở dưới tay tôi. Park Sung Shin chế nhạo. Ồ, cậu muốn cô ấy nhìn tôi, nhưng mỗi ngày tôi nhìn cô ấy đến chán rồi, còn trong lúc không mặc quần áo cơ. Tề Đảng Nhàn mỉm cười nói. Park Sung Shin suýt chút nữa buột miệng thốt ra một câu chửi thề, chỉ hận không thể chửi rủa khuôn mặt ghê tởm của Tề Đảng Nhàn. Lý Vân Uyển ở một bên nhướng mày không hài lòng với lời nói của Tề Đảng Nhàn, nhẹ nhàng vung hai nấm đấm nhỏ của mình. Ngay sau đó, Tề Đảng Nhàn chờ Lý Vân Uyển giải quyết thỏa thuận, sau khi nhận được nó, hắn và Park Sung Shin ký tên phân biệt, mỗi người giữ một bản. Còn một bản nữa trực tiếp giao cho lãnh đạo Cục Quản lý Dược phẩm cất giữ để làm chứng. Hiệp định chính thức có hiệu lực, thời hạn là đến mùng 1 tháng sau. Lãnh đạo Cục Quản lý Dược phẩm nghiêm túc nói. Ông ta và Lý Vân Uyển có quan hệ tốt, thật sự không muốn nhìn thấy Tề Đảng Nhàn như vậy, nhưng người ta muốn đánh cược, ông ta cũng không thể sống chết ngăn cản. Park Sung Shin thản nhiên ném bản thỏa thuận cho thư ký của mình, cười khinh bỉ nói, cậu thua chắc rồi, ngu ngốc. Mọi người vây xem ở Cục Quản lý Dược phẩm liên tục lắc đầu, cảm thấy hành động của Tề Đảng Nhàn chẳng qua là tự rước lấy nhục cho mình, bọn họ khuyên hắn cũng không muốn nghe. Park Sung Shin quyết tâm tát vào mặt Tề Đảng Nhàn, sau đó nhân tiện dùng chuyện này để thể hiện trước mặt Từ Ngạo Tuyết, cũng có thể giành được chút hảo cảm từ nữ thần. Nhưng vẻ mặt kia của Tề Đảng Nhàn liên tục nhắc nhở anh ta rằng, nữ thần mà anh ta nhung nhớ ngày đêm đã bị giấy bẩn từ lâu, điều này khiến anh ta chút phát điên. Tề Tổng, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, ha ha ha. Park Sung Shin cười lớn, xoay người rời đi. Tề Đảng Nhàn tùy ý ném hợp đồng vào tay Lý Vân Uyển, nói, giữ cho kỹ, tháng sau để hắn móc ra 100 triệu, nếu không đánh gãy chân cho hắn. Khóe miệng mọi người vây xem giật giật. Người ta lâu nay đã thu nhiều bệnh viện hạng 3 như thế rồi, hắn lấy gì để thắng? Ngay cả Lý Vân Uyển cũng rất bối rối, nhưng cô ta cũng không định hỏi vào lúc này, dù sao sẽ rất khó giữ bí mật nếu để nhiều người biết. Tề Tổng, cậu làm như vậy cũng quá bốc đồng rồi. Lãnh đạo Cục Quản lý Dược phẩm thở dài, do dự không nói nên lời. Yên tâm đi, ở Hoa Quốc chúng ta còn không tới phiên một cái gậy nhảy nhót lung tung. Tề Đảng Nhàn nhàn nhạt nói, giọng điệu khinh miệt. Mọi người đều im lặng, bởi vì họ không xem trọng hắn, nhưng họ cũng muốn biết hắn có chuẩn bị gì, liệu hắn thật sự có thể đánh Park Sung Shin một cái trở tay không kịp hay không. Chúng tôi không giúp được gì cho anh, nhưng sẽ mở tất cả những con đường mà chúng tôi có thể mở, Tề Tổng tự chuẩn bị tốt nhé. Người lãnh đạo bất đắc dĩ mỉm cười. Tề Đảng Nhàn gật đầu cảm ơn, sau đó đưa Lý Vân Uyển lên xe lái đi. Anh rốt cuộc định làm cái quái gì vậy hả? Đuổi kịp công ty dược phẩm Thượng Thiện để cạnh tranh các lô hàng, đó không phải là lao đầu tìm chết sao? Vừa mới lái xe đi không xa, Lý Vân Uyển liền khó chịu kêu lên. Có chút giống như người đàn bà đanh đá đang chửi rủa. Kích động như vậy làm gì? Tề Đảng Nhàn bị cảm xúc bất thình lình của Lý Vân Uyển làm cho hoảng sợ, vội vàng nói. Lý Vân Uyển dừng xe lại, hừ lạnh một tiếng, nói, sao nào, giờ còn không được làm loạn giận dỗi à? Khi sinh ra con gái đã có quyền giận rồi.
Trong lòng Tề Đẳng Nhàn cảm thấy chắc chắn lúc trước Park Sung Shin nhắc đến Từ Ngạo Tuyết trước mặt cô ta nên có lẽ đã làm cô ta kích động, cho dù bình thường cô ta không hay nói chuyện nhưng cũng không có nghĩa là cái gì cô ta cũng không biết. Nói với em cũng không sao, kế hoạch của tôi là như vậy. Tề Đẳng Nhàn nói kế hoạch của mình cho Lý Vân Uyển nghe, cô ta vừa nghe vừa gật đầu liên tục. Sau khi biết được toàn bộ dự định của Tề Đẳng Nhàn, cô ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, như thế thì không cần lo lắng Tiên Lai Capital vất vả lắm mới sáng lập được lại phải đóng cửa phá sản. Lý Vân Uyển hài lòng cười nói, được rồi, chúng ta trở về công ty đi. Tề Đẳng Nhàn lại cười xấu xa nói, vừa rồi em tự nhiên nổi giận như vậy, hiện tại cứ thế bỏ qua như vậy à? Lý Vân Uyển nói, vậy anh muốn thế nào? Tề Đẳng Nhàn nói, không thế nào cả, để tôi lái xe đi. Lý Vân Uyển nói, coi như anh cũng biết suy nghĩ. Nhưng mà đợi đến khi Tề Đẳng Nhàn cầm tay lái, Lý Vân Uyển mới phát hiện mình đã bị mắc mưu. Cái tên này lái xe đến một nơi rất hẻo lánh, đừng nói tới người đi bộ, ngay cả xe đi lại xung quanh cũng rất ít. Anh lái xe đến nơi này là có ý gì? Lý Vân Uyển cảnh giác hỏi, cô ta cảm thấy rõ ràng rằng đối phương không hề có ý tốt. Dạy dỗ em một chút, đỡ cho lần sau em lại nổi giận tiếp. Tề Đẳng Nhàn vừa cười vừa cởi dây an toàn, hắn điều chỉnh lại ghế ngồi. Sắc mặt Lý Vân Uyển đỏ lên, cô cắn môi nói, không được, về nhà rồi nói. Tề Đẳng Nhàn cũng không quan tâm, hắn ôm cô vào lòng, đè cô xuống ghế, nói, về nhà là chuyện về nhà, bây giờ anh muốn em. Lý Vân Uyển cảm thấy cái tên này quả thực chính là oan gia của mình, cô ta chỉ có thể nhắm mắt lại, cố gắng tiếp nhận chuyện mà trước kia mình tuyệt đối chưa bao giờ tưởng tượng đến. Sau đó, chỉ có thể nhìn thấy chiếc BMW màu xanh lam lắc lư lên xuống ở dưới tán cây không người. Cho đến khi Tề Đẳng Nhàn khởi động xe lại một lần nữa, Lý Vân Uyển giống như oán phụ đang cuộn tròn lấy đầu gối của mình ngồi ở hàng ghế sau, nói, đúng là làm bậy, nếu để cho người khác thấy được thì em làm sao mà làm người được nữa chứ? Tề Đẳng Nhàn cười nói, vậy thì đừng làm người nữa, làm cầm thú đi. Lý Vân Uyển trừng mắt lên nhìn hắn với vẻ xem thường, cô ta cười lạnh nói, không phải anh đã mang quan quan trở về từ nhà giam rồi sao, sao còn đói khát như vậy? Tề Đẳng Nhàn nói, tôi với cô ấy đâu có gì. Không có gì mà anh còn bảo vệ cô ta như vậy. Anh cho rằng tôi không nhận ra đúng không? Lý Vân Uyển khó chịu nói. Tôi bảo vệ cấp dưới của mình không phải là chuyện rất bình thường sao? Tề Đẳng Nhàn mặt dày nói, cái loại chuyện này hắn không thể thừa nhận được. Tề Đẳng Nhàn vừa lái xe vừa cãi nhau với Lý Vân Uyển, thấy Tề Đẳng Nhàn lái xe đến công ty, Lý Vân Uyển càng thêm nóng nảy. Anh còn đến công ty làm gì? Lý Vân Uyển kêu lên. Hả, không về công ty à? Tề Đẳng Nhàn kinh ngạc nói. Lý Vân Uyển chỉ vào cái áo sơ mi bị xé nát của mình, cái chân dài trắng bóng cũng không còn tất chân che phủ. Cô cười lạnh nói, EQ lại trở về số âm rồi đúng không? Tề Đẳng Nhàn ngượng ngùng cười cười, hắn xoay tay lái, đưa cô ta về nhà. Hai người vẫn còn ở trong căn nhà do Hướng Đông Tình tặng, tuy rằng không to lớn và xa hoa như Vân Đỉnh Thiên Cung, nhưng lại cực kỳ thoải mái. Không muốn đi bộ, lúc xuống xe Lý Vân Uyển kiêu ngạo nghiêng đầu, thản nhiên nói. Tôi ôm em. Tề Đẳng Nhàn cười híp mắt khom lưng vào trong xe ôm lấy cô ta. Trên mặt Lý Vân Uyển lộ ra ý cười, cô ta dán người mình vào trong ngực của hắn, cười nói, biểu hiện của anh hôm nay không tệ. Tề Đẳng Nhàn nói, ngày mai đi chúc Tết bố em, từ lúc năm mới đến giờ chưa từng đến thăm ông ấy, như thế có hơi không lễ phép. Lý Vân Uyển liếc mắt nói, cuối cùng anh cũng nhớ tới chuyện này à. Bắt cóc con gái nhà người ta. Đến lễ Tết cũng không cho bố con người ta gặp nhau một chút. Hắn vừa mới trở về từ hai ngày trước, Tiên Lai Capital cũng vừa mới thành lập, là do mọi chuyện quá bận rộn, nếu không Tề Đẳng Nhàn cũng sẽ không quên chuyện này. Tề Đẳng Nhàn ôm Lý Vân Uyển đến cửa thang máy, vừa lúc thang máy đi xuống, cửa mở ra, hai người ngây ngẩn cả người. Người trong thang máy cũng ngẩn cả người. À, Mộng Mộng. Lý Vân Uyển kinh ngạc hô lên, cái đó, chúc mừng năm mới. Kiều Thu Mộng nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn và Lý Vân Uyển xuất hiện ở trước mặt mình với trạng thái như vậy, trên mặt lộ rõ vẻ cực kỳ kinh ngạc, sau đó cô ta xấu hổ nói, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới.
Không đợi Tề Đẳng Nhàn nói chuyện, Kiều Thu Mộng lập tức nói, tôi tới đây chúc Tết người ta, không ngờ lại có thể gặp được hai người ở đây. Ha ha, nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây, hôm khác gặp. Sau khi nói xong lời này, sắc mặt cô ta đỏ bừng, cô ta lướt qua bên cạnh hai người, bước đi rất nhanh. Còn ở đó mà ngẩn người à, thả em xuống. Lý Vân Uyển nghiến răng nghiến lợi đấm cho Tề Đẳng Nhàn một cái. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy bất đắc dĩ, không phải là do cô ta muốn ôm sao. Bây giờ lại quay sang trách hắn. Lý Vân Uyển lùi về phía sau, vội vàng đóng cửa thang máy lại, sờ sờ gò má đỏ bừng của mình nói, xấu hổ muốn chết, a a a, xấu hổ muốn chết, sao lại có thể gặp phải chuyện xấu hổ như vậy chứ? Tề Đẳng Nhàn cũng cảm thấy xấu hổ. Quan hệ giữa hắn và Lý Vân Uyển, Kiều Thu Mộng cũng biết, chỉ có điều cô ta không nói rõ ra mà thôi. Hiện tại lại để Kiều Thu Mộng và hai người gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy, có thể không xấu hổ sao? Cho dù nói thế nào, Kiều Thu Mộng vẫn là vợ trước của hắn, hơn nữa, Lý Vân Uyển và cô ấy còn là bạn thân. Xem ra, phòng cháy phòng trộm phòng bạn thân, những lời này cũng không phải là không có lý, chỉ vừa không chú ý một chút thôi cũng có thể cướp chồng đi mất. Tề Đẳng Nhàn như đang suy nghĩ điều gì đó, hắn sờ sờ cằm mình, mỉm cười nói. Lý Vân Uyển bị mấy lời này làm cho tức giận muốn chết, cô ta giận dữ nói, anh còn có mặt mũi cười mà cười à, có tin em đánh chết anh không? Tề Đẳng Nhàn dứt khoát ôm bụng cười ha hả. Lý Vân Uyển tuyệt vọng vỗ vỗ trán của mình, sau đó cắn răng nói, nhìn thấy rồi thì cứ nhìn đi, người xấu hổ cũng không phải chỉ có một mình em. Hơn nữa, em có cái gì mà phải xấu hổ chứ, hai người cũng đã ly hôn rồi. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ buông tay. Nói, em cũng không cần để ý như vậy, dù sao quan hệ của hai người cũng không thân thiết như lúc trước nữa, số lần gặp nhau cũng ít. Lý Vân Uyển đưa ngón giữa đến trước mặt Tề Đẳng Nhàn, người này chính là điển hình của kiểu người được lợi còn thích khoe mẽ. Nhưng mà tâm trạng của cô ta cũng dần dần bình tĩnh lại, Tề Đẳng Nhàn nói cũng đúng, không cần thiết phải quá để ý như vậy. Lúc này Kiều Thu Mộng đã ngồi trên xe của mình, cô ta ngồi ở ghế lái mà ngẩn người. Một lúc sau, rất nhiều suy nghĩ và lời nói đều hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động của Kiều Thu Mộng vang lên, cô ta vội vàng bắt máy, nói, sư phụ. Năm nay trôi qua khá thoải mái đúng không? Bắt đầu từ ngày mai huấn luyện sẽ trở lại bình thường, lịch vẫn như cũ. Âm thanh lười biếng của Sở Vô Đạo từ trong điện thoại vang lên. Được, con biết rồi. Sư phụ, năm nay con sẽ cố gắng hơn nữa. Kiều Thu Mộng mạnh mẽ nắm chặt tay lại, cực kỳ quyết tâm nói. Chuyện Tề Đẳng Nhàn và Park Sung Shin đánh đố nhau đã bị truyền ra cả thành phố đều biết, thậm chí nhân viên bên Thiên Lai cũng cảm thấy hành động này của Tề Đẳng Nhàn có vẻ khó hiểu. Dược phẩm Thiên Lai Park Sung Shin người ta đã phải ôm nhiều công việc như vậy rồi, bây giờ còn cá cược với anh ta, hơn nữa tiền đánh cược là 100 triệu, đây không phải là cho tiền sao? Càng làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là ngày hôm sau Tề Đẳng Nhàn còn không tới đi làm, nói là muốn đi thăm hỏi bố của giám đốc Lý một chút. Thằng khỉ này tốt lắm, đây là không coi 100 triệu ra gì mà. Sau khi Hướng Đông Tình biết được tin tức thì đen mặt, nhưng vẫn kiên nhẫn chuẩn bị quan sát trước một tuần rồi nói sau. Lý Long Dịch nhìn thấy người con rể Tề Đẳng Nhàn này thì đương nhiên là cực kỳ vui vẻ, nhiệt tình đãi hắn. Sau đó còn dò hỏi chuyện hắn và Park Sung Shin cá cược nữa. Tề Đẳng Nhàn không nghĩ tới tin tức truyền đến nhanh như vậy, đến cả Lý Long Dịch cũng đã biết. Chuyện này đã bị truyền khắp toàn bộ Trung Hải rồi, có lẽ là Park Sung Shin cảm thấy nắm chắc thắng lợi, cũng sợ Tề Đẳng Nhàn chơi xấu, cho nên cố ý xào chuyện này lên, khiến hắn đã cưỡi lên lưng cọp thì khó mà leo xuống. Đẳng Nhàn à, có dự định khi nào sẽ kết hôn cùng Vân Uyển chưa? Hiện tại tuổi tác của con bé cũng không nhỏ nữa, chú cảm thấy các con có thể tính toán được rồi. Trong lúc ăn cơm Lý Long Dịch nói. Vâng, có dự định rồi, chỉ chờ bận xong việc này thôi ạ. Sau khi Tề Đẳng Nhàn sửng sốt thì mở miệng đồng ý. Kết hôn là chuyện không có khả năng, nhưng mà cái loại thái độ nghiêm túc này thì vẫn phải có. Lý Vân Uyển nhìn thấy thái độ này của Tề Đẳng Nhàn thì cảm thấy cực kỳ vừa ý, trước mắt cô ta cũng không có dự định như vậy. Dù sao thì đúng là sự nghiệp cũng đang ở thời điểm không ngừng phát triển,
Hơn nữa thời gian Tề Đẳng Nhàn và Kiều Thu Mộng ly hôn cũng chưa lâu lắm, dù thế nào cũng phải từ từ đã. Buổi chiều Tề Đẳng Nhàn lại đi một chuyến đến sư đoàn 81, sắp xếp huấn luyện sau khi đón Tết xong. Mới đi từ trong trại huấn luyện đi ra, Tề Đẳng Nhàn đã thấy Ngọc Tiểu Long đang đứng ở cửa. Ngọc tướng lĩnh đến rồi, nhìn kìa, nhìn kìa. Sự xuất hiện của Ngọc Tiểu Long lập tức khiến cho các chiến sĩ sư đoàn 81 sôi nổi nhìn ngó, một đám người dùng ánh mắt có thể nói là sùng bái tới cực điểm nhìn về phía cô ấy. Thấy Tề Đẳng Nhàn đi tới, Ngọc Tiểu Long gật gật đầu với hắn, nói cùng nhau đi đi. Tề Đẳng Nhàn giật mình, không biết vì sao mà từ sau khi hai người bị cùng một viên đạn bắn xuyên qua cơ thể, hắn lại không quá phản cảm với Ngọc Tiểu Long như vậy nữa. Một nhà văn nổi tiếng đã từng nói rằng cách duy nhất để một người đàn ông hiểu một người phụ nữ là đi vào cơ thể của cô ấy. Tề Đẳng Nhàn nghĩ, đây hơn phân nửa là viên đạn kia dính máu của mình cũng tiến vào trong cơ thể Ngọc Tiểu Long. Nhất định là nguyên nhân như vậy. Có phải tôi nên cúi chào với cô không nhỉ? Nếu là như vậy, mọi chuyện coi như xong. Tề Đẳng Nhàn hơi khó chịu bĩu môi, nhíu mày nói. Vậy thì không cần, không cần đến mức đấy. Ngọc Tiểu Long nói, sau đó lắc đầu. Tề Bình Nhàn đùa giỡn một chút sau đó sóng vai rời đi với Ngọc Tiểu Long. Dáng người Ngọc Tiểu Long cao gầy, đeo giày quân đội vào thì gần như là không phân cao thấp với hắn, nếu mà đi giày cao gót vào thì có lẽ sẽ hạ gục hắn trong nháy mắt. Giày quân đội giẫm trên mặt đất xốp phát ra tiếng vang giòn tách tách, đặc biệt dễ nghe. Các chiến sĩ nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn và Ngọc Tiểu Long rời đi cùng nhau thì đều cảm thấy hết sức ngưỡng mộ. Hận không thể thay thế hắn. Anh là người mà phó lão đề bạt lên, vậy thì hiện tại chúng ta cũng có thể xem như người cùng trận doanh rồi. Ngọc Tiểu Long nói, sắc mặt cô ấy bình tĩnh, đã không còn cái loại cảm giác cao cao tại thượng trước kia nữa. Dường như sau khi trải qua chuyện lần trước, cảm quan của cô ấy đối với Tề Đẳng Nhàn cũng không còn ác liệt nữa, một ít chuyện không thoải mái giữa hai người cứ như vậy không thể hiểu mà được hóa giải. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói, đúng vậy, ngược lại tôi cũng không nghĩ tới thái độ của cô lại kiên quyết như vậy. Hôm nay tìm tôi có chuyện gì sao? Ngọc Tiểu Long nói, năm nay chiến bộ khởi xướng một phần văn kiện, nội dung của văn kiện là nhằm vào khảo hạch chuẩn tướng, đặc biệt trọng điểm chú thích loại chuẩn tướng đặc chiêu. Tề Đẳng Nhàn là thuộc về đặc chiêu, không phải là tốt nghiệp trường quân đội, cũng không có lý lịch tòng quân. Hắn vừa nghe đã cảm thấy không đúng lắm, sau đó nhíu mày nói, đây không phải là có người cố tình muốn nhằm vào tôi mới làm ra cuộc khảo hạch đó chứ. Ừ, anh nói đúng. Ngọc Tiểu Long nhàn nhạt nói, có người bất mãn với phó lão, muốn mượn việc này để đánh vào mặt phó lão, bao gồm cả lần trước Lâm Tử Long đến sư đoàn 81 khiêu khích anh, thật ra đều là vì mục đích này. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói, khảo hạch thì khảo hạch đi, để bọn họ tới khảo hạch đi. Tôi chỉ sợ bản lĩnh của giám khảo bị tôi đánh chết như cũ thôi. Ngọc Tiểu Long lắc đầu nói, anh vẫn không nên xem thường anh hùng trong thiên hạ, trong quân đội, người lợi hại hơn so với tôi có thể đếm ra mấy người đấy. Tề Đẳng Nhàn không nói chuyện, hắn cảm thấy chính mình cũng lợi hại hơn Ngọc Tiểu Long, nhưng bây giờ IQ của hắn cao rồi, nếu nói lời như vậy thì hơn phân nửa sẽ xảy ra mâu thuẫn mất. Cho nên, anh nhất định phải thông qua lần khảo hạch này, nói cách khác. Chuyện này sẽ tạo thành đả kích nhất định đối với phó lão. Ngọc Tiểu Long nghiêm túc nói. Được rồi, cảm ơn đã nhắc nhở, tôi sẽ chú ý. Tề Đẳng Nhàn nói. Tôi thừa nhận trước kia là tôi đã xem thường anh, nhưng tôi cũng hy vọng anh vẫn luôn có thể làm tôi cảm thấy là bản thân vẫn đang xem thường anh rồi. Ngọc Tiểu Long nói. Tề Đẳng Nhàn chỉ cười ha ha. Hai người đã sóng vai đi trên sân thể dục một vòng rồi. Ngọc Tiểu Long nói, còn có một chút chuyện muốn nói với anh, trước mắt là hướng gió phía trên, dưới sự thúc đẩy của một số người đã có chút thay đổi, là về nhà họ Trần, anh và bọn họ khá gần gũi, tôi phải nhắc nhở anh. Sau khi Tề Đẳng Nhàn nghe được lời này thì nhíu mắt lại, như suy tư gì đó nói, hướng gió gì. Ngọc Tiểu Long nói, lúc trước, phía trên đều ủng hộ Trần gia để đổi lấy lợi ích ở Nam Dương Quốc, dù sao khu vực Nam Dương Quốc có tài nguyên thiên nhiên phong phú. Cao su, băng có thể đốt, sắt thép. Nhưng hiện tại thì không giống vậy nữa, thái độ của bọn họ đối với nhà họ Trần không rõ ràng và kiên định như trước, mà là muốn dùng phương thức khác để đạt được lợi ích này.
Không ủng hộ nhà họ Trần ư? Đó chính là ủng hộ chính phủ Nam Dương quốc thôi. Tề Đằng Nhàn sửng sốt, sau đó nói. Việc này là do người của nhà họ Triệu thúc đẩy, tôi không biết bước tiếp theo bọn họ muốn làm gì. Chỉ là, một khi hướng gió chuyển biến, sản nghiệp của tập đoàn Trần Thị Nam Dương ở Hoa Quốc khẳng định sẽ chịu uy hiếp nhất định. Lúc này, tôi hy vọng anh sẽ không tham dự vào, dù sao nước của chuyện này cũng quá sâu rồi. Chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ bị người ta chụp mũ, đến lúc đó muốn tháo cũng tháo không xong. Sắc mặt của Ngọc Tiểu Long nghiêm túc, lúc nói ra việc này thậm chí còn mang theo chút giọng điệu cảnh cáo, vô cùng nghiêm túc. Tề Đằng Nhàn như suy tư gì đó gật gật đầu, trước mắt Hoa Quốc có thể thu hoạch lợi ích từ Nam Dương Quốc, gần như toàn bộ đều đến từ chính nhà họ Trần, cho nên quan hệ với nhà họ Trần ngược lại cũng không tồi. Nhưng có vẻ nhà họ Triệu lại không muốn nhìn thấy nhà họ Trần độc đại ở Nam Dương, cho nên thúc đẩy một chút chuyện, tạo thành chuyển biến hướng gió. Ngọc Tiểu Long cảnh cáo, khiến trong lòng hắn cũng sinh ra một chút cảnh giác. Được rồi, tôi đã biết, còn có chuyện gì nữa không? Vậy khảo hạch khi nào bắt đầu, ở đế đô sao? Tề Đằng Nhàn hỏi. Không, phó lão vì an toàn của anh, đổi địa điểm khảo hạch tới Ma Đô rồi. Ngọc Tiểu Long nói. Khóe miệng Tề Đằng Nhàn kéo lên, cảm thấy phó Phong Vân làm chuyện thừa thãi, chỉ là ngẫm lại cũng bỏ qua đi, lúc này nếu hắn trở lại đế đô sẽ chỉ làm mâu thuẫn càng kịch liệt, đổi địa điểm cũng tốt. Nhiều năm như vậy còn nhẫn nhịn được, thì cũng không chịu thua một chút này. Tề Đằng Nhàn chưa bao giờ ngờ tới một điều rằng sẽ có ngày mình đi tản bộ và cùng nói chuyện phiếm với Ngọc Tiểu Long. Tuy thế này không thể gọi là tản bộ được, nhưng hẳn cũng không xê xích gì nhiều. Hắn cũng chưa bao giờ ngờ tới một điều rằng bản thân và Ngọc Tiểu Long sẽ cùng chung chiến tuyến. Nhà họ Triệu là một ngọn núi lớn khó có thể chuyển rời đi được, thậm chí là khó có thể vượt qua được, nhưng sự tồn tại của bọn họ cản trở con đường của quá nhiều người. Thậm chí là cản trở sự phát triển của toàn dân tộc. Ngọc Tiểu Long nhìn về phía xa xa, nói bằng giọng điệu khẩn thiết. Nếu ngày xưa mẹ tôi nghe theo lời cha tôi thì có lẽ bây giờ đã có rất nhiều người đứng ra, kết cục cũng sẽ không giống với lúc trước. Tề Đằng Nhàn cũng lạnh nhạt trả lời. Ngọc Tiểu Long nghe lời hắn nói là hiểu trong lòng của hắn đang cất giữ oán khí, cô bèn nhân tiện khuyên can, bây giờ là chuyện khác, ngày xưa là chuyện khác. Nếu thời cơ chưa đến mà đã bắt đầu động thủ thì chính là tự chuốc họa vào thân. Tề Đằng Nhàn cười khẩy, nói, vậy thì lại càng phải cố gắng để đủ khả năng phán đoán xem có phải thời cơ đã thực sự kéo đến hay không. Nói không chừng có rất nhiều người đều đang đợi người thứ nhất dám đứng ra, họ đều đang đợi một Trần Thắng hay Ngô Quảng. Hai người đầu tiên đứng dậy khởi nghĩa chống lại ách thống trị bạo ngược của nhà Tần. Ngọc Tiểu Long vẫn im lặng. Rồi mãi sau cô mới đáp lời, anh nói cũng rất có lý, nhưng vào thời điểm ấy tôi vẫn còn quá nhỏ. Tề Đằng Nhàn trả treo lại, vào thời điểm ấy nhà họ Triệu cũng chưa đến mức bá đạo như hiện giờ. Vòng đi vòng lại mấy lượt, chủ đề của họ lại rẽ vào một con đường cụt không có lối ra. Đường đi thì vẫn còn để đi, nhưng nếu không có trọng tâm câu chuyện chống đỡ thì sẽ vô cùng xấu hổ. Dường như Tề Đằng Nhàn chợt nhớ ra một chủ đề nào đó. Hắn hỏi, thái cực quyền của cô là do ai chỉ dạy thế? Tôi nhìn ra được, bên trong có chút hương vị của cổ thái cực, cũng có khí thế giết địch hào hùng trên chiến trường. Ngọc Tiểu Long cười cười, cô đáp, vẫn có vài người thấy được những gì tôi đang làm hiện nay, và vì thế nên họ cũng ủng hộ tôi. Người đã chỉ dạy cho tôi có lai lịch rất bí ẩn, đến cả tôi cũng không biết người ấy rốt cuộc là ai. Tề Đằng Nhàn cau mày nói, cô đường đường là một vị trung tướng của nước Hoa. Muốn tra ra gốc gác của một người chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Tôi không tin cô không thể tra ra được. Ngọc Tiểu Long đáp trả, người ta không muốn nói thì tại sao tôi phải đi thăm dò? Tôi chỉ biết một điều rằng anh ấy tán thưởng tài năng của tôi, đồng thời cũng ủng hộ tôi làm những chuyện tương tự, cũng vì thế nên anh ấy mới chỉ dạy cho tôi. Tề Đằng Nhàn gật đầu, sau đó hắn xoay người, vươn một tay về phía Ngọc Tiểu Long, thượng bộ ban lan chùy của cô rất có nét riêng. Nhưng ở giai đoạn sau thì có vẻ hơi thiếu lực. Tôi cứ nghĩ mãi, cuối cùng nghĩ ra chiêu này, có lẽ sẽ hiệu quả hơn một chút. Trông thấy lòng bàn tay của hắn nhô lên, Ngọc Tiểu Long bỗng dưng ngẩn cả người, không nhịn được mà giơ tay ra sờ thử vào đó. Năm ngón tay của Tề Đằng Nhàn trong nháy mắt khép lại rồi úp xuống, nắm lấy bàn tay của cô.
Sắc mặt của Ngọc Tiểu Long lập tức biến đổi, hai vai cô run lên, cố sức rút tay về. Nhưng bộ phận nhô lên trong lòng bàn tay của Tề Đẳng Nhàn cứ như sắp vỡ ra vậy, hắn bỗng hét lên một tiếng, sức mạnh bộc phát quả thực như một đoàn tàu lửa gào thét giữa tiết trời gió tuyết mênh mông. Ngọc Tiểu Long dùng chiêu như phong tự bế để chống lại, bị một chưởng của Tề Đẳng Nhàn làm cho cánh tay run run, toàn bộ cơ thể không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa, gót chân cô trượt dài trên đất, bị đẩy ra xa hơn 2 mét so với khoảng cách ban đầu. Đây là loại chưởng pháp gì vậy? Nét mặt của Ngọc Tiểu Long vô cùng kinh ngạc, cô có cảm giác tay mình vẫn còn run run và mơ hồ đau nhức. Các chiến sĩ xung quanh trông thấy Ngọc Tiểu Long và Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên giao chiến, sau đó Ngọc Tiểu Long bị đẩy lùi hơn 2 mét chỉ bằng một chưởng của Tề Đẳng Nhàn, tất cả cũng đều rất ngạc nhiên. Tề chuẩn tướng của bộ đội đặc chủng chúng ta thật là lợi hại, cậu ấy thậm chí còn chiếm thế thượng phong khi giao chiến với Ngọc tướng quân. Cũng chẳng trách người ta còn trẻ như vậy mà đã được đặc biệt chiêu mộ vào ban chính trị làm chuẩn tướng, nếu tôi mà có bản lĩnh giống với cậu ấy thì tôi cũng có thể kiếm được một chức quan tướng rồi. Tề Đẳng Nhàn quay mặt về phía Ngọc Tiểu Long, bình tĩnh nói, đây là bát quái trưởng pháp được dung hợp từ trưởng tâm lôi và võ đang do tôi tự mình sáng tạo ra, nếu tôi dồn lực vào bão đan để tạo thế thái tổ tỏa kim loan thì có thể liên tiếp tung ra ba đòn bát quái trưởng tương tự thế này. Nghe được những lời ấy, Ngọc Tiểu Long lại càng thêm ngạc nhiên, Càn Tam Liên là trưởng pháp cơ sở của bát quái trưởng, được tạo ra từ ba lần tấn công liên tục. Nhưng chỉ mới một trưởng của Tề Đẳng Nhàn mà đã có uy lực khủng khiếp như thế, nếu hắn liên tục xuất ra ba đòn thì có chút kinh khủng quá rồi. Thái tổ tỏa kim loan là một tư thế của thái tổ trường quyền, chuyên môn dùng để ổn định cơ thể, ngưng tụ khí huyết. Nội tâm của Ngọc Tiểu Long có chút chấn động. Trưởng pháp như vậy hoàn toàn có đủ khả năng để so sánh với người đã sáng lập nên bán bộ băng quyền rồi. Cô không nhịn được mà hỏi, vậy trưởng này có tên là gì? Kamehameha, Tề Đẳng Nhàn trả lời mà không có bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt. Phụt, Ngọc Tiểu Long suýt thì thổ huyết, một trưởng pháp huyền diệu như thế, một trưởng pháp đủ để khai tông lập phái, lại bị đặt cho một cái tên rõ là Cùi Bắp. Anh tưởng tôi chưa bao giờ xem bảy viên ngọc rồng à? Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói tôi chỉ đùa một chút thôi, thực ra tôi đặt tên cho nó là Bạo Kim Đan. Ngọc Tiểu Long cẩn thận nghiền ngẫm ba chữ kia, cũng cảm thấy khá là thú vị. Trong tiểu thuyết tiên hiệp thì người ta cũng thường phải tự khiến Kim Đan phát nổ giữa những giây phút liều mạng còn gì. Một trường này của Tề Đẳng Nhàn là ngưng tụ khí huyết lại trong lòng bàn tay, lợi dụng bát quái trưởng để tung ra, nổ tung đột ngột, đúng là cũng khá giống với hành vi tự nổ Kim Đan. Anh muốn dạy tôi ư? Sau khi suy nghĩ một hồi, Ngọc Tiểu Long cũng nghiêm mặt hỏi lại. Đúng, Tề Đẳng Nhàn khẽ gật đầu. Trong lòng Ngọc Tiểu Long lúc này nửa là ngạc nhiên nửa là bội phục, Tề Đẳng Nhàn đã tự sáng tạo ra một trưởng pháp mạnh thế này mà nói dạy là dạy ngay. Hơn nữa, trước đó cô cũng chưa từng thấy hắn sử dụng thứ này, chứng tỏ nó vốn được coi như một vũ khí bí mật được cất giấu. Vậy mà hắn vẫn nguyện ý mang nó ra dạy cho cô. Có thể thấy lòng dạ hắn rộng rãi thế nào. Sau đó Tề Đẳng Nhàn bắt đầu giảng giải phương thức vận hành khí huyết và khoảng thời gian hợp lý cần vận dụng hơi thở đan điền. Ngọc Tiểu Long cũng là một cao thủ hiếm thấy, cô chỉ cần nghe Tề Đẳng Nhàn nói qua một lần là đã hiểu nguyên lý của trường pháp này, có điều muốn thông thạo nó thì không phải chuyện dễ dàng chút nào. Công lao anh chỉ dạy, nhất định sau này tôi sẽ báo đáp. Ngọc Tiểu Long chắp hai tay lại với nhau và hành lễ với Tề Đẳng Nhàn theo quy củ của giang hồ chính thống. Đừng khách sáo, sau này mọi người đều là đồng chí với nhau cả thôi ấy mà. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu rồi xoay người bỏ đi. Hai người quả thực là những con người cùng chung chí hướng, có gọi là đồng đội cũng không phải quá lời. Ngọc Tiểu Long nhìn theo bóng lưng của Tề Đẳng Nhàn, trong ánh mắt hiện ra chút tán thưởng, cô cũng có cảm giác trước kia mình đã quá coi thường Tề Đẳng Nhàn. Có điều cô không hề hối hận vì mình đã hủy bỏ hôn ước, tán thưởng không có nghĩa là thích hắn. Bạo Kim Đan, thú vị thật đấy, nếu lúc đó anh ta dùng chiêu này để đối phó với mình, lại thêm chiêu thổi ra hơi để làm thành kiếm, chỉ sợ mình có 10 cái mạng cũng không đủ dùng mất. Ngọc Tiểu Long nhìn bàn tay của mình, nhẹ nhàng giơ lên, cảm giác ngưng tụ khí huyết mà cô rất khó tìm được bỗng dưng bùng nổ chỉ trong chớp mắt. Ngọc Tiểu Long lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại.
đầu dây bên kia vừa bắt máy đã lập tức nói ngay, viện trưởng La, giúp tôi một việc. Người ở đầu dây bên kia đáp, Ngọc tướng quân có chuyện gì cần, xin hãy ra lệnh cho tôi. Ngọc Tiểu Long nói, phiền ông quá, ông có thể đổi nguồn hàng của phân viện chiến khu Chu Tước ở tỉnh Đông Hải sang công ty dược phẩm Thiên Lai ở thành phố Trung Hải được không? Viện trưởng La lấy làm kinh hãi, ông ta hỏi, không phải Ngọc tướng quân đang nói đùa đấy chứ? Cô chỉ cần tôi giúp một việc nhỏ như vậy thôi sao? Ngọc Tiểu Long bình tĩnh trả lời, đúng vậy, chỉ cần một việc này thôi. Viện trưởng La không ngờ Ngọc Tiểu Long lại dùng món nợ ân tình ra để nhờ ông ta giúp một việc như thế, có điều nếu Ngọc Tiểu Long đã mở miệng thì đương nhiên ông ta sẽ không từ chối cô. Được, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp, Ngọc tướng quân chỉ cần ngồi đợi tin tốt lành. Viện trưởng La, Tổng viện trưởng của Bệnh viện Chiến khu Chu Tước, trả lời như vậy. Cảm ơn ông, Ngọc Tiểu Long bình thản đáp. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng viện trưởng La vẫn khó mà kìm được nỗi kinh ngạc, không biết công ty dược phẩm Thiên Lai kia là thần thánh phương nào mà có thể khiến cho Ngọc Tiểu Long chủ động mở miệng nhờ và ông bằng món nợ ân tình của bản thân cô. Tâm trạng của Tề Đẳng Nhàn lúc này đang rất tốt. Nhưng hắn vừa ra khỏi sư đoàn 81 đã bị một người chặn đường. Hắn không nhận ra người chặn đường này, đó là một người đàn ông ở độ tuổi trung niên, mặt mũi uy nghiêm, vừa nhìn là đã biết ông ta thuộc tầng lớp quyền cao chức trọng. Ông tìm tôi có chuyện gì? Tề Đẳng Nhàn nhìn người đàn ông trung niên kia, hờ hững cất tiếng hỏi. Tôi là Lý Hà Đồ, tôi nghĩ hẳn là cậu đã từng nghe đến tên tôi. Người đàn ông trung niên cũng nhìn Tề Đẳng Nhàn, bình tĩnh trả lời. Nghe xong, Tề Đẳng Nhàn ngẩn người. Nghĩ ngợi một lúc lâu rồi mới lắc đầu nói, ngại quá, tôi không nhận ra, tôi còn đang có việc bận, đi trước nhé. Lý Hà Đồ vẫn đứng nguyên tại chỗ, thậm chí ông ta còn không hề nhúc nhích, chỉ mỉm cười nói, tôi còn tưởng phó lão đã từng nhắc đến tên tôi với cậu rồi chứ. Thấy ông ta nhắc đến Phó Phong Vân, Tề Đẳng Nhàn bèn dừng bước, ồ, hình như ông ấy chưa bao giờ đề cập đến ông. Lý Hà Đồ lại nói, tôi là hội trưởng của Tổng hội Long Môn. Tề Đẳng Nhàn nghe xong thì nhíu mày, à, tôi biết rồi. Dứt lời, hắn vẫn nhấc chân muốn đi. Hành động ấy khiến Lý Hà Đồ sửng sốt, sắc mặt ông ta âm trầm, lạnh giọng nói, thằng danh con này, cậu nghe không lọt lỗ tai lời tôi vừa nói đúng không? Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại, ngoài cười như trong không cười mà đáp, chẳng phải tôi từng nói rồi hay sao, rằng cái gì mà đà chủ của phân đà Long Môn tại Ma Đô, tôi không có hứng thú. Lý Hà Đồ lắc đầu nói, chính vì thế nên tôi mới tự mình đến tìm cậu. Tề Đẳng Nhàn không đáp gì, cứ thế uể oải nhìn Lý Hà Đồ, khuôn mặt không chút biểu cảm. Cậu đã đánh chết đà chủ của tôi, vì thế trước đà chủ này cậu bắt buộc phải làm. Lý Hà Đồ ngang ngược tuyên bố một cách hết sức bá đạo bằng giọng điệu như đang ra lệnh. Đúng là dở hơi, tôi đếch thèm đâu, Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói. Gân xanh trên trán Lý Hà Đồ nổi lên. Đây là lần đầu tiên ông ta gặp một con người trẻ tuổi nhưng lại vô lễ đến thế, thậm chí ông ta đường đường là hội trưởng của Tổng hội Long Môn mà hắn còn không thèm để ông ta vào mắt. Ông ta đích thân tới tìm hắn để mời hắn đảm nhiệm chức đà chủ của phân đà Long Môn tại Ma Đô, đây là chuyện tốt biết bao. Lý Hà Đồ chậm rãi nở nụ cười, nói, rất tốt, nếu không thuyết phục được cậu thì tôi đành phải đánh cậu đến khi nào cậu chịu đồng ý thì thôi. Tề Đẳng Nhàn híp mắt nhìn Lý Hà Đồ một lượt từ trên xuống dưới, cảm giác ớn lạnh chậm rãi dâng lên trong lòng hắn. Vị hội trưởng của Tổng hội Long Môn này khiến hắn cảm thấy có chút nguy hiểm. Lý Hà Đồ là người nắm giữ chức vụ cao như thế, là một nhân vật quyền cao chức trọng đến cực điểm, vậy mà ông ta một thân một mình tìm tới tận thành phố Trung Hải mà thậm chí còn không mang theo vệ sĩ, có thể thấy ông ta vô cùng tự tin với thực lực của bản thân mình. Ông ta nói ông ta sẽ đánh Tề Đẳng Nhàn đến khi nào hắn chịu đồng ý, chỉ sợ đó không phải một lời nói đùa của kẻ cuồng vọng và tự đại. Không ai có thể ép tôi làm những chuyện tôi không muốn làm. Tề Đẳng Nhàn như cười như không nhìn ông ta. Vậy thì thử xem. Lý Hà Đồ bước một bước về phía trước. Một bước chân này của ông ta khiến mi tâm của Tề Đẳng Nhàn dần giật, hắn đã nhận ra điều gì đó. Dường như giống với cảnh tượng con thú đại hoàng kia săn mồi ở bên ngoài nhà tù U Đô. Tề Đẳng Nhàn cũng đáp trả, được, thử xem. Dứt lời, hắn cũng bước một bước về phía trước.
Lý Hà Đồ mỉm cười, phần đầu, vai, tay, chân và mình ông ta bắt đầu chuyển động, hệt như gió to thổi qua những tán lá dày của cây đại thụ, cả người nhanh như chớp di chuyển tới trước mặt Tề Đẳng Nhàn, giơ tay hạ một quyền nhắm thẳng vào gáy hắn. Tề Đẳng Nhàn hơi híp mắt lại, hai chân trụ vững trên mặt đất, chỉ trong nháy mắt đã quay về thế thái tổ dựa kim loan, trụ vững ở bão đan, ngưng tụ sức mạnh tinh thần, một chiêu đài thân trưởng được tung ra móc lên phía trước. Một chiêu này của hắn đã vận dụng trưởng bạo kim đan mà hắn vừa dạy cho Ngọc Tiểu Long ban nãy. Nắm tay của Lý Hà Đồ đấm thẳng vào lòng bàn tay của Tề Đẳng Nhàn, một khối khí huyết ngưng tụ lại như sắp vỡ ra, chợt ông ta cảm thấy cả bàn tay mình đều tê dại, cảm giác tê dại ấy lan ra khắp cánh tay như một dòng điện, khiến cơ thể của ông ta vô cùng khó chịu. Sau một chiêu đài thân trưởng, Tề Đẳng Nhàn lại tiếp tục tung người nhảy lên thêm một bước. Vẫn trụ vững ở bão đan mà liên tục xuất ra ba trưởng, mỗi trưởng đều tung toàn lực bạo kim đan. Lý Hà Đồ liên tiếp chặn lại ba trưởng ấy, bị chấn động đến mức cả hai nắm đấm đều tê dại, thế nhưng quyền cước của ông ta không hề bị loạn, chỉ thoáng lui về sau một vài bước. Con người trẻ tuổi này quả thực có bản lĩnh để trở nên điên cuồng và kiêu ngạo, khó trách vì sao phó lão không tiếc phải trả giá đắt mà cũng muốn lôi kéo cậu ta về dưới trướng mình. Lý Hà Đồ âm thầm thấy khiếp sợ trong lòng. Ông ta chưa bao giờ trông thấy một chiêu thức như vậy, hiển nhiên nó là do Tề Đẳng Nhàn tự sáng tạo ra. Tuổi đời còn trẻ mà có thể tự sáng tạo ra một trưởng pháp như vậy, có thể thấy hắn lợi hại đến mức nào. Thấy một chuỗi càn tam liên của mình không thể đánh văng được quyền cước của đối phương, Tề Đẳng Nhàn cũng hơi giật mình, lặng lẽ nhíu mày. Lý Hà Đồ biết hắn vừa dồn hết sức lực để bạo phát, giờ không còn bao nhiêu khí lực nữa. Bèn sử dụng một kiểu thân pháp hình rồng để lách người sang bên cạnh, lần nữa giơ tay, một quyền nhắm thẳng vào trong tim hắn. Cùng với một quyền này là chân của ông ta dậm mạnh xuống đất rồi xoay tròn, bờ vai cũng run run, tạo ra một luồng sức mạnh tinh thần đáng sợ có hình xoắn ốc. Nắm đấm còn chưa chạm đến da thịt của Tề Đẳng Nhàn mà phần áo trước ngực hắn đã bị vặn xoắn lại, hệt như vừa bị cho vào máy giặt quần áo. Hắn lùi lại né tránh. Cánh tay của Lý Hà Đồ lại khẽ cong, đổi thành dùng cùi chỏ nhắm thẳng vào sau gáy hắn. Một chiêu này thực sự vừa hung ác vừa tàn bạo, biến hóa khôn lường, khiến hắn căn bản không có thời gian phản ứng. Tề Đẳng Nhàn lúc này mới biết mình đã khinh địch, để Lý Hà Đồ tóm được điểm sơ hở từng chút một rồi lại để ông ta chiếm thế thượng phong, bị lấn lướt chỉ trong hai đòn đánh. Hắn vốn định dùng chiêu ba ba nghe tiếng sấm, rồi lập tức phơi mai. Nhưng phần cổ còn chưa kịp rụt về đã thấy bên tai có một trận gió mạnh thổi tới, một cánh tay nõn nà như ngọc xuất hiện, bỗng nhiên chuyển hướng nắm đấm của Lý Hà Đồ về phía khác. Là Ngọc Tiểu Long. Chỉ thấy Ngọc Tiểu Long đẩy nắm đấm của Lý Hà Đồ ra rồi lập tức chen vào giữa hai người, một cánh tay dùng để chặn tay Lý Hà Đồ lại, cánh tay kia tung ra một đấm. Thượng bộ ban lan trùy, Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ. Lý Hà Đồ cũng phản ứng lại rất nhanh. Trong chớp mắt khi nắm đấm của Ngọc Tiểu Long được tung ra, ông ta cũng nện một đấm thật mạnh xuống dưới, phịch một tiếng, hai nắm đấm va vào nhau, đôi bên cùng lùi một bước. Tề Đẳng Nhàn ở phía sau Ngọc Tiểu Long cười lạnh một tiếng, cơ thể nằm dạp xuống đất rồi bật nhảy lên, chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt Lý Hà Đồ, đưa tay ra chiêu rắn độc mỏ hang để chụp thẳng vào đáy chậu của Lý Hà Đồ. Lý Hà Đồ có cảm giác hạ bộ mình ớn lạnh, ông ta cuống quýt lùi về phía sau. Hai chân cùng kẹp lại muốn đẩy Tề Đẳng Nhàn ra ngoài. Tề Đẳng Nhàn cũng hóa thành hình hổ, xoay người một cái, tung mình trong nháy mắt hệt như con rồng bị giam giữ giờ phút này lại được tự do bay lượn trên bầu trời, vươn tay, chiêu nhị long đoạt châu nhắm thẳng vào hai tròng mắt của đối phương. Ngọc Tiểu Long cũng theo đó mà vào tới bên sườn của Lý Hà Đồ, cánh tay sử dụng chiêu lãm thước vĩ, nhẹ nhàng chộp vào vai của ông ta. Bị hai đại cao thủ như Tề Đẳng Nhàn và Ngọc Tiểu Long tấn công cùng một lúc, dù có là thiên vương cũng sẽ bị lột một lớp ra. Dừng lại đi, hai đánh một không chột cũng què, làm sao mà tôi chống đỡ được. Lý Hà Đồ gào khóc thật to, cơ thể cúi rạp xuống đất, cả người cuộn lại như một quả bóng, lăn về phía bên cạnh. Chiêu này của ông ta có thể nói là không hề có tôn nghiêm của một đại cao thủ, có điều không tìm cách bỏ trốn thì không được. Nếu còn tiếp tục đối đầu, chắc chắn chiêu lãm thước vĩ của Ngọc Tiểu Long vẫn còn phần sau, chỉ cần đã bị quấn lấy thì khẳng định không thể thoát thân được. Sau chiêu nhị long đoạt châu,
Tề Đẳng Nhàn nhất định sẽ tiếp tục tung ra vô số chiêu trảo hình rồng, ông ta căn bản không kịp chống đỡ. Nhưng Tề Đẳng Nhàn căn bản không có ý định buông tha cho ông ta, cơ thể hắn tung bay như một con diều hâu, muốn ấn mạnh Lý Hà Đồ xuống đất. Ngọc Tiểu Long ngẩn ra, cứ tưởng người này là kẻ địch sống chết không đội trời chung của Tề Đẳng Nhàn, cô cũng bước lên một bước thật dài, đùi phải nâng cao, dùng công phu của Bắc Phái mà đạp thẳng vào trái tim của Lý Hà Đồ. Lý Hà Đồ thầm chửi má nó trong lòng, chẳng phải hai người kia luôn coi nhau là cái gai trong mắt hay sao? Tại sao tự dưng họ lại liên thủ với nhau rồi, đúng là không có đạo đức võ thuật gì hết. Lý Hà Đồ né khỏi đòn tấn công của hai người kia, vừa mới đứng dậy đã thấy Tề Đẳng Nhàn xuất hiện ngay bên cạnh mình. Hai người này đột nhiên liên thủ lại với nhau, một mình ông ta căn bản không thể đánh lại, trực tiếp ăn trọn một đòn đại thân trưởng của Tề Đẳng Nhàn vào dưới cằm, cơ thể lập tức bị đánh bay lên không trung. Ngay sau đó Tề Đẳng Nhàn đưa cả hai tay ra trước, đấm bôm bốp vào hai bên sườn bụng của Lý Hà Đồ. Cơ thể của Lý Hà Đồ lập tức bay ra ngoài hệt như con diều đứt dây, Ngọc Tiểu Long thấy hai trưởng kia vẫn chưa giết chết ông ta thì vô cùng sửng sốt, lập tức đuổi theo muốn bồi thêm vài đòn. Dừng ở đây được rồi, vị này chính là Lý Hà Đồ, hội trưởng của Tổng hội Long Môn, đánh chết ông ta thì phiền phức lắm. Tề Đẳng Nhàn nói với Ngọc Tiểu Long. Hả, nghe được những lời này, Ngọc Tiểu Long không khỏi bàng hoàng sửng sốt. Người vừa bị họ đánh hội đồng lại là Lý Hà Đồ, hội trưởng của Tổng hội Long Môn ư. Chính là vị đà trưởng Long Môn nổi tiếng khắp thiên hạ. Nhất thời cô có cảm giác đầu óc mình không đủ dùng. Lý Hà Đồ phun ra một ngụm máu trong miệng, cố gượng dậy từ dưới đất, tức muốn chết đi được. Ông ta cũng ấm ức lắm chứ, mình đang chiếm thế thượng phong, sắp đánh bại được Tề Đẳng Nhàn thì kết quả là Ngọc Tiểu Long lại từ đâu chui ra phá đám. Cũng may là Tề Đẳng Nhàn đã nương tay khi tung ra hai trưởng kia, nếu không thì hai quả thận của ông ta đã bị đập nát, khiến ông ta chết bất đắc kỳ tử ngay tại trận. Lý Hà Đồ cười gằn, thằng nhãi con, cậu điên rồi à, không đánh lại tôi thì gọi người giúp đỡ. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, tôi đâu có không đánh lại ông, hơn nữa tôi cũng không gọi người giúp đỡ, tự cô ấy muốn vào giúp tôi đấy chứ. Ngọc Tiểu Long nhíu mày. Bất đắc dĩ nói, tôi còn tưởng anh gặp phải kẻ địch sống chết không đội trời chung nên mới ra tay giúp đỡ, nào ngờ ông ấy lại là hội trưởng của Tổng hội Long Môn. Lý Hà Đồ lau máu chảy ra bên khóe miệng, ôm quyền hỏi, vậy cô chính là thiên kim tiểu thư của nhà họ Ngọc, tướng quân Ngọc Tiểu Long. Ngọc Tiểu Long khẽ gật đầu rồi nói, hội trưởng Lý, thực sự rất xin lỗi ông, tôi không biết đó là ông nên ra tay có hơi nặng. Lý Hà Đồ khổ mà không nói ra được. Đường đường một thân nam nhi mà lại bị đàn bà con gái đánh bầm dập, có vẻ vang gì đâu mà nói. Sao ông lại xuống tay với anh ta vậy? Là vì chuyện anh ta đánh chết Văn Dũng Phu sao? Ngọc Tiểu Long nhìn thoáng qua Tề Đẳng Nhàn rồi cất tiếng hỏi Lý Hà Đồ. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, Văn Dũng Phu căn bản không phải do tôi giết chết, tôi chỉ bẻ gãy một cánh tay của ông ta thôi, cái chết của ông ta không có liên quan gì với tôi cả, cô đừng nói lung tung. Cái chết của Văn Dũng Phu vẫn luôn bị quy cho hắn làm, đúng là há miệng mắc quai, hắn không thể giải thích rõ ràng được. Tôi tới tìm cậu ta là để mời cậu ta làm đà chủ phân đà Long Môn ở Ma Đô. Lý Hà Đồ phủi bụi đất trên người, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bản thân ông ta là hội trưởng tổng hội tự mình tìm đến chiêu mộ người tài, đối phương không chịu đồng ý thì thôi đi, lại còn liên thủ cùng với Ngọc Tiểu Long để đánh cho mình một trận, làm gì còn lý lẽ nữa. Càng nghĩ càng thấy ức. Ngọc Tiểu Long hỏi, sau đó thì sao? Anh ta từ chối ông à? Lý Hà Đồ đáp, dĩ nhiên là cậu ta từ chối rồi. Ngọc Tiểu Long bất đắc dĩ cười khổ, đà chủ của phân đà Long Môn là một chức danh rất lớn đấy, nhất là phân đà ở Ma Đô, đó là thủ đô tài chính của quốc gia này. Long Môn và Hồng Bang là hai tổ chức lớn nhất nước Hoa, hội viên của họ trải rộng khắp toàn cầu. Gia nhập cùng với họ chỉ có chỗ tốt chứ không tìm ra chỗ xấu. Chỉ tính riêng trong giới quan chức cấp cao của nước Hoa, Ngọc Tiểu Long đã biết có vài người trước đây từng nhận sự giúp đỡ của Long Môn và Hồng Bang, có liên quan mật thiết đến bọn họ. Tề Đẳng Nhàn ngáp một cái thật to rồi nói, không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước đây. Lý Hà Đồ gọi hắn lại, đợi chút đã, để tôi nói xong rồi hắn đi. Tề Đẳng Nhàn ngoài cười nhưng trong không cười, ông thuyết phục cũng chẳng thuyết phục được, đánh cũng đánh không lại,
còn gì để nói nữa chứ? À. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.